Alo, Alo, nghe. vâng, xin chào thính giả gọi điện từ Nghệ An ạ. Vâng, tôi thì tôi năm nay 55 tuổi, vợ thì mới có 45, 46. Vâng ạ. Thì vợ chồng có hai ba đứa con, nhưng mà hai cháu lớn cũng rải ra cửa nhà đây, lứa thằng cu nhỏ thì sáu đi làm ăn đây, là vợ chồng thì nhiều lúc cũng mới xảy ra cái chuyện là mất mát cái tình cảm, nên là cảm thấy cũng được ấm êm hạnh phúc trong gia đình, nên tôi quyết định gọi đến cửa sổ tình yêu nhờ chương trình tư vấn hộ một số điều ạ. Vâng, tức là bác thì 55 đúng không ạ? Bác gái thì Vâng. kém nhiều tuổi hơn một chút. Vâng. Và gần đây thì hai vợ chồng hay có mâu thuẫn à? Hay như thế nào mà lại cảm thấy gia đình không hạnh Thực phúc? tế đi đi làm vẫn như xây dựng, nên là cũng nay cũng đi xe xã đây là hơn tháng hoặc vài tháng về lần, Dạ. nên là vợ nhiều lúc cũng còn nảy sinh ra cái chuyện như kiểu như cái chuyện chán rỗi, mà thực tế thì đâu có phải vậy. Đây là vợ với đòi là đi thân nó kia, tôi nói là cái là thì tùy em, nhưng mà còn bây giờ vợ chồng từng đứa con thôi, mà giờ nhà cửa có cái ăn cái để rồi, mà em mà làm như vậy thì người ta cười cho. Vâng. Vâng, thế nên là có những cái điều nảy sinh như vậy, động viên vợ mà vợ nó cũng được vui. Vậy Dạ. tôi quyết định là giờ đến cửa sổ tình yêu xin hỗ trợ và tư vấn có một biện pháp nào giải thoát để tôi động viên vợ. Vâng. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi sẽ chia sẻ với anh nhé. Hy vọng rằng Vâng. câu chuyện của chuyên gia với cả anh cũng sẽ tháo gỡ phần nào được cái rắc rối trong gia đình của mình. Xin mời ạ. Vâng, xin chào anh. Vâng, chào anh Minh Đoàn ạ. Vâng, mình đi làm 2-3 tháng mới về hả? Vâng, cũng có khi tháng về thì 2 tháng về lần. Rồi, này anh Vâng. thì trông khỏe không? Đó, nhưng sức khỏe rất bình thường. Ừ. Thế mình đi cứ 2-3 tháng thế xong rồi mình cũng không thấy làm sao hả? Có nhớ vợ Không, nói chung mình động viên vợ thường xuyên, ví dụ như xa số cái điện thoại đây là không? Rồi, điện thoại mình động viên rồi. vợ. Mỗi lần thì về bao lâu anh? Về cũng được 10 ngày đó. Thế hả? Mình Vâng. về những cái thời gian ở nhà ấy, mình có chăm chút vợ tử tế đầy đặn không? Có chứ, vợ chồng của em tình cảm lắm, chứ Ừ. mà không biết mới nảy sinh ra cái chuyện cái này đấy. Cái này sinh thì chị bảo làm sao, chị xưng xỉa xong chị bảo rằng là đi mấy tháng mới về, xong rồi về làm không bỏ hay là lương ít thế hay là dạo này yếu hay sao mà trước mỗi lần về thì ngày còn được một lần, bây giờ ngày mấy ngày có một lần hay là làm sao? Mình biết cái trục trặc Không, ấy. vợ thì nói chung là nó cũng có một phần đó là cái gì đó là tôi biết, nhưng mà có cái là một cái góc độ là tôi hay động viên vợ, một cái là bây giờ cái tuổi mình cũng là tuổi nào kia rồi, là nhiều lúc làm ăn ra đây mình kinh tế đứng biết ăn cho vừa, khi đứng có sức khỏe thì mình cố gắng tranh thủ làm ăn. Rồi. Đấy, thế đây vợ ý như vợ cũng có một cái phần trách ra cái chuyện tình cảm đi khác, là anh cũng quên bỏ ngỏ đi khác, là dạo này cũng thưa thớt nhiều đứa. Đấy, thì cái lý do là vẫn biết rồi, tiền là rất quan trọng. Rồi là con cái càng ngày càng lớn nó học nó hành thì rồi nhu cầu tiêu pha lại càng nhiều, bố phải đi làm nó có đồng ra đồng vào. Thế nhưng mà Vâng. một mặt thì chị cũng ở cái tuổi mà ngoài 40 là tuổi nó cũng đang gọi là hừng hực khí thế, cũng chẳng phải là gì À, lắm. vâng. Tuổi này là tuổi bắt đầu là còn mạnh mẽ hơn cả cái hồi mà ba mấy là vì nó bận rộn của cái việc nuôi con nhỏ, đứa bé Vâng. bú đứa lớn thì nó tã lót người nó mệt mỏi, đôi khi lại không nghĩ đến chuyện đấy đâu. Bây giờ con nó trưởng thành rồi, mình lại ăn uống cũng đầy đủ nên là đỏ da thắm thịt, trong khi đó thì mình lại cứ ở xa, thành ra thì cũng có cái ẩm ướt một tí. Cái động viên của mình thì đúng rồi, thế nhưng mà Vâng. về mặt lý thì vậy, về mặt tình vẫn cứ thấy nó đói đói. Tôi nói Đúng thật rồi, thế đúng này rồi, đúng này, rồi. anh ở nhà thì anh có làm được cái việc gì ra tiền không? Ở nhà thì nói chung mình làm ít. Ví dụ như anh đi cái công trình gì mà nó cứ ở trong huyện thôi, xong sáng thì đi xong tối lại về. Thôi thì có thể nó thu nhập nó thấp đi một chút, nhưng mình buổi tối là ăn cơm nhà, làm chén rượu, tắm rửa xong rồi vợ chồng nó gần Vâng. gũi. Thì cũng cũng là một cái giải pháp vì nó được cả đôi Vâng, đằng. vâng. Thế còn mình đi theo chẳng hạn lên mãi mấy cái huyện miền núi Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quỳ gì đấy xong rồi đúng là ở trên thì là rừng xanh núi đỏ, xong rồi cái công trình xây dựng thì nó to, việc thì nó nhiều và thu nhập thì nó cũng Vâng. cao, nhưng mà nó cái gì nó có hai mặt của nó. Cái tuổi của mình Đúng thì rồi, thật đúng ra rồi. mình cũng phải xác định là những cái mà gọi là khó khăn nhất, những năm tháng khó khăn nhất nó qua rồi. Khó khăn nhất chính là những Vâng. lúc mà các con còn rất là bé đấy, trời ơi, này nó ốm mày nó đau mai nó sổ mũi rồi ngày kia nó đi viện, thế rồi Nó vân vất vân. vả nhiều đường. Rồi bây giờ thì chắc là đứa bé cũng cũng phải mười mấy rồi đúng không?
Cháu năm nay cũng 24 đấy ạ. Úi trời, thế thì lại càng. Sinh năm 96 mà. Thế thì chắc rồi là lại lên ông lên bà rồi, ngồi ở nhà mà thay nhau biến cháu nội cháu ngoại đến nơi rồi. Thế thì đấy, bà cũng muốn rằng là giàu thì cũng giàu rồi, nghèo thì cũng nghèo rồi, làm thì không biết thế nào cho đủ, con lắm tiêu nhiều. Bây giờ ông cũng già rồi đấy, quay đi quay lại đến 60 là cũng chả đi công trình được đâu. Bà cũng lo, ý bà không dám cản rằng vì mình không phải là đi chơi, mình đi làm. Thế thì mà nếu mà bà cản thì buồn cười, thế nhưng mà thật sự tâm tư cũng mong muốn rằng là tiền vẫn muốn có, nhưng mà cũng muốn là thôi ông ở nhà nó gần gũi đi, thay vì mình cứ ước ao lại xây thêm cái nhà nữa để cưới thằng vợ cho thằng hai rồi lại mua thêm cái ô tô tải thì không cần thiết, nhưng vừa phải thôi, kệ chúng nó, con đời cua cua máy để cái cây đào, bây giờ mình cũng sắp đến lúc mình lo cho bản thân mình, cho sức khỏe của mình, và đặc biệt là gìn giữ giữ cái tình cảm vợ chồng, rồi là chúng nó cũng lấy vợ lấy chồng nó cũng đi hết đấy mà, đúng không? Nhớ rằng cuối đời mình chỉ sống với cái bà ấy thôi đấy, cho nên là đừng để bà giận nhé. Vâng, hy vọng rằng gia đình anh cũng sẽ bình yên và giữ gìn hạnh phúc của mình ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo, thính giả gọi điện từ Vĩnh Phúc phải không ạ? Em chào chương trình ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em muốn hỏi chuyên gia tư vấn cho em về vấn đề sinh sản ạ. Vâng, bạn nói cụ thể hơn câu hỏi của mình đi ạ. Năm 2019 thì vợ chồng em dự định là sinh thêm con, mà đợi 30 tuần tuổi thì vợ em đi khám định kỳ thì bác sĩ người ta bảo là thai nhi bị phù thai ấy. Thì hai vợ chồng em mới xuống dưới bệnh viện phụ sản trung ương để khám lại thì người ta cũng bảo là bị như thế. Vâng. Thì thai thì mới không giữ được. À thế ạ. Bây giờ rất em là hỏi chương trình là muốn sinh thêm ạ. Vâng. Thì vợ chồng em đi khám ở bệnh viện huyết học truyền máu trung ương. Vâng. Bác sĩ người ta bảo là hai vợ chồng bệnh máu bẩm sinh. À vâng. Em hỏi chương trình bây giờ vợ chồng em muốn đi điều trị cái bệnh tan máu bẩm sinh để sinh thêm ấy. Vâng. Thì phải làm như nào ạ? Vâng. Những câu hỏi mà bạn muốn hỏi thì chúng tôi xin chuyển tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình. Chị sẽ có những cái tư vấn dành cho bạn ạ. Xin mời bác sĩ ạ. Ơi chị chào em. Em chào bác sĩ ạ. Chị rất là chia sẻ với hai vợ chồng. Thực sự là thai của con đã 30 tuần rồi, nó rất là lớn rồi nhỉ. Thế mà lúc đó lại phải bỏ thai thì rất là đáng tiếc. Mà mẹ nó cũng sẽ vừa ảnh hưởng sức khỏe mà nó ảnh hưởng cả tinh thần nữa. Đấy. Mà nguyên nhân thì cũng đã biết rồi đấy. Tức là cả hai vợ chồng đều bị thalassemia. Và khi mà các em quyết định có con thì nó sẽ di truyền sang em bé. Và nó gây ra cái hiện tượng phù thai như vậy. Bây giờ nếu tiếp tục có thai lần sau thì nó cũng khả năng mà em bé tiếp theo bị thì cũng rất là cao mình ạ. Bởi vì là cả hai em đều bị mắc cái bệnh thalassemia đấy. Thế năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 32 ạ. Vợ bao nhiêu tuổi em? Vợ 30 ạ. Thế đây là thai lần đầu à hay là lần thứ mấy em? Thai lần thứ hai bác sĩ ạ. À, thế lần đầu thì như nào em? Lần đầu thì vợ chồng em vẫn sinh bình thường ạ. À, thế à? Vâng. Tức là đã có một cháu rồi đúng không? Vâng ạ. Em bé mấy tuổi rồi? Cháu 5 tuổi ạ. À, 5 tuổi rồi. Và con hoàn toàn bình thường, không bị làm sao đúng không? Vâng ạ. Hôm hai vợ chồng đi khám có mang luôn cả em bé đi không? Xem nó xét nghiệm xem nó có bị không? Vợ em chồng em vẫn không ạ. À, thế à? Hôm nào kiểm tra cho cả em bé lớn xem nhé. Xem là nó có di truyền cái đấy sang không, hoặc là kiểm tra luôn xem con có cái bị bệnh thalassemia không? Em bé lớn ý, để mà mình sẽ có cái biện pháp mình can thiệp hoặc là mình hỗ trợ sớm cho con ý. Quay trở lại lần thứ này ý, thì chị nghĩ là nếu mà cả hai em đều mang gen bị thalassemia thì cái khả năng mà để sang của cái lần khi có thai tiếp theo mà bị thì cũng khá là cao. Thế thì em có hỏi bác sĩ ở dưới bệnh viện phụ sản trung ương không? Hoặc là bác sĩ bên bệnh viện huyết học truyền máu trung ương thì các bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ ở bệnh viện huyết học thì bác sĩ bảo là bây giờ
phải loại bỏ cái gen đấy. Thực ra rất khó đúng không? Vâng. Thế có hỏi bác sĩ bên bệnh viện phụ sản trung ương thì bác sĩ nói thế nào? Hôm đấy thì vợ chồng em đi khám ở dưới đấy thì vợ em lại sinh luôn. Và cái thai đấy không giữ được thì sinh luôn ở dưới đấy. Hai vợ chồng hôm sau về cũng không kịp hỏi bác sĩ tư vấn gì cả. À thế à? Chị thì chị nghĩ là có lẽ là năm 2021 các em cũng chưa nên có con ngay. Nhớ. Cả hai vợ chồng hãy quay lại bệnh viện huyết học truyền máu trung ương. Bởi vì nếu có điều trị thì cũng phải ở bệnh viện đó mới có khả năng điều trị được cho các em. Và cho dù để mình có thai tiếp tục nữa hay không ý, thì sẽ quay lại đấy để kiểm tra kỹ, đánh giá xem là cái mức độ nó như thế nào. Để trước mắt là nếu như thalassemia mà nó không biểu hiện ra triệu chứng lâm sàng bên ngoài gì thì có thể sẽ theo dõi thêm. Bởi vì đấy nó là thuộc về bệnh máu mà, tức là cái hồng cầu nó nhỏ và nó là không đảm bảo được cái chức năng của hồng cầu trong việc cung cấp oxy cho cơ thể. Chính vì vậy là nó cũng ảnh hưởng tới hoạt động của cơ thể. Đấy, nó có thể gây thiếu máu, rồi nó có thể gây ra một số các cái bệnh liên quan tới chức năng của hồng cầu nhá. Vì thế theo chị thì hai vợ chồng cùng quay lại bệnh viện huyết học truyền máu trung ương để kiểm tra lại và xem có phải điều trị gì không đối với cả hai vợ chồng. Đã thế còn cái việc mà có xử lý được cái gen hay không hay là như thế nào thì có lẽ là em phải tham khảo ý kiến của bác sĩ viện huyết học truyền máu trung ương. Thế còn một cái khả năng nữa mà cần thiết thì để an toàn nhất, nếu mà không loại trừ được cái gen đấy thì an toàn nhất là mình phải hỗ trợ sinh sản, tức là mình phải nhờ đến những cái phương tiện rất là tốt để người ta chọn lọc em ạ. Đấy, và có thể là xử lý những cái gen bệnh đi thì hy vọng là mới có thể sẽ không bị lần sau. Bởi vì là nếu chỉ cần một trong hai bố mẹ mà mang gen thì cái khả năng con bị nó đã là 50% rồi. Còn đây là cả hai bố mẹ đều mang cái gen bệnh đấy thì việc di chuyển sang con là cái tỷ lệ nó rất là cao. Và khi như vậy thì nó sẽ lại vẫn bị xảy ra những cái hiện tượng như thế thì rất là đáng thương nhá. Cho em hỏi thêm biết có phải là do môi trường công việc mà như thế không? Thực ra nó cũng không phải như vậy. Nó chỉ là yếu tố tác động thôi chứ còn là do cơ thể của mình là chính em ạ. Bởi vì rất nhiều người ở những cái điều kiện môi trường hoàn toàn bình thường, sinh hoạt bình thường mà người ta vẫn bị mà. Nhá. Thế thì đây nó cũng là một cái vấn đề liên quan tới sức khỏe và nó khá là lâu dài. Nếu đúng là thực sự chẩn đoán là thalassemia thì cần phải được theo dõi đấy. Chứ nếu không nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của mình ý. Nhá. Vâng. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và sớm có một em bé khỏe mạnh. Alo, thính giả gọi điện từ Hải Dương phải không ạ? Đúng rồi ạ, chị. Vâng. Em muốn có chuyện để hỏi chị ơi. Vâng, bạn có thể nói câu hỏi của mình ạ. Em bây giờ em yêu một người, nhưng mà bây giờ em người ấy cứ thủng chặt, em muốn bây giờ xem lời khuyên muốn bỏ chia tay hay thế nào. Hai bạn yêu nhau lâu chưa và trục trặc thì nó như thế nào, bạn có thể chia sẻ thêm ạ? Em có gia đình, cô ấy có gia đình rồi. Em với người ấy yêu nhau được khoảng hơn 2 tháng, nhưng mà là gần đây kiểu cô đấy cũng yêu một người ở trong Nam ấy. Nhưng mà đợt nơi cô ấy vào cô chia tay kiểu cô ấy buồn ấy, xong rồi em vừa nói chuyện vừa cười, cô ấy nghĩ em là cười đẻ cô đấy, bây giờ em không biết phải trả lời như thế nào. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Chào anh ạ. Rồi, xin chào. Em có vợ rồi, và cô kia cũng có chồng rồi. Và hai người có tình cảm với nhau được 2 tháng. Và nay có trục trặc và em muốn chia tay đúng không? Em với người đấy cái là chia tay thì lâu rồi, em muốn thì giờ hai người thì em người đấy cũng mình là người giờ bỏ nhận em là bạn, em không thích nhận là bạn, em muốn làm người yêu làm bạn không làm. Thế thì thôi, không làm bạn thì thôi, người ta nói thế mình không muốn thì thôi. Thật rất là may mắn là cái cuộc
gọi là cái cuộc tình hay là cái mối quan hệ của em với mẹ cô nó dừng lại, vì dù sao chăng nữa thì đây cũng là một cái mối quan hệ mà không được cổ vũ, đúng không? Mình có vợ chẳng phải là vợ ly hôn hay chết vợ, cô cũng chẳng phải là quá bụa gì, tự nhiên gặp nhau quý mến nhau mà rồi nó có duyên nhưng mà chả nợ gì, thì sau một thời gian ngắn rồi nó tự tan ra, ai lại về nhà đấy cũng là còn may, chứ nếu mà lại còn gian díu với nhau tới vài ba bốn năm rồi có hậu quả nghiêm trọng thì rồi còn mệt nữa. Thế thì bây giờ chia tay rồi này, thế rồi là cô thì cứ muốn đòi làm bạn để thỉnh thoảng gặp, còn em thì muốn thôi luôn đúng không? Vâng, cô bảo là ví dụ không yêu thì làm bạn, em không thích làm bạn. Thật ra làm bạn là để thỉnh thoảng gặp gặp này. Thế đã hai người quan hệ tình dục? Em quan hệ rồi, bọn em kiểu là cô là gái quán hát mà bọn em chơi bời mà. À, cô ở quán hát hát karaoke hả? Vâng ạ. Rồi mới nghe tưởng là cô gái có hát, tức là hát IV. Không, nghe là quán hát thì đỡ. Làm vài quán hát này, xong bọn em cũng yêu nhau thời gian nhỉ, cũng có tình cảm với em, hai người quan hệ. Thôi thì thật ra thế này này, không một người nào khôn ngoan lại tìm tình yêu ở quán hát cả. Thôi đấy gọi là một chút vui vẻ thì được rồi. Dừng lại quá đúng lúc, người ta vẫn dạy nhau là vui quá chừng dừng đúng lúc, và em đã làm một cái việc được. Còn bây giờ thế này này, có thể là khi mà quan hệ với mình ấy, mình cũng để lại ấn tượng đẹp quá, chắc là em giỏi. Thế rồi người ta thì thôi thì những cô gái ở quán hát đấy thì cũng không muốn mất một khách, thỉnh thoảng làm bạn lại đến quán em hát tiếp, để cô lại tiếp tục làm tay vịn cho mình chẳng hạn, đúng không? Để có khách hàng quen, quán thì đỡ vắng khách. Thứ hai nữa là thôi thì bạn không yêu nhưng mà thỉnh thoảng lại đi đâu đó quan hệ với nhau, bởi vì chắc là em để lại ấn tượng đẹp. Đấy là người ta muốn thế thôi, còn mình không muốn thì mình cũng chả làm sao nữa. Em bỏ là không yêu nhau thôi, không muốn làm bạn, cố bảo ai làm bạn, em không cố bỏ mẹ mà em không ghét thì ai, không thể em rất quý mến anh, nhưng mà giàu là anh kiểu là hay cả hôm nay em muốn rượu say, em buồn em rượu say, cũng nghĩ em kiểu lát hay nọ kia, em không phải nên em buồn như thế. Kệ cô muốn nghĩ mình là thằng nát thế nào cũng chả quan trọng nữa. Vì thật ra các cô cũng được học kỹ năng đong đưa chiều khách ấy rồi mà. Em không thể quên được anh, với lại sao anh dạo này hững hờ không hay đến quán em, mà em cứ nhắc cứ nhở, với ai người ta cũng nói thế mà, đúng không? Cho nên mình cũng chả ảo tưởng rằng là mình để lại cái gì sâu nặng lắm đâu. Thôi dừng thế là được rồi, mình tập trung vào cái cuộc sống của bản thân mình. Em làm ăn tốt không? Em đi lái tàu ạ. Tàu hỏa hay tàu thủy? Tàu thủy ạ. Ôi mà thế thì mấy tháng mới về một lần ấy chứ nhở? Về nhà thì khoảng tháng về một lần. Ồ, thế vợ con thì chắc là quê. Vâng, vợ con em quê, tại vì em bảo bây giờ mà không yêu nhau thì thôi làm bạn nhau, không thích làm bạn thì chia tay luôn, kể cả số điện thoại Zalo của em xóa hết, em không liên quan nữa. Thôi thôi em ơi, gấm đời còn dài mà rồi, những cái người đó mình cứ gọi là những mối quan hệ thoáng qua trong đời ấy, lưu giữ làm gì, cái chính của mình vẫn là bảo đảm sức khỏe này, rồi đi làm cho nó có tiền, còn gửi tiền về, còn nuôi vợ nuôi con ở quê nữa, đúng không? Thế còn tất cả những thứ mà hát hò vui vẻ đây đó, nó chỉ là những cái thoáng qua, đừng có cho nó là một cái gì đấy nghiêm túc, đừng xây dựng những mối quan hệ gì nó quá lâu dài rồi lại phức tạp, mà hiểu rằng là ở những cái chốn như quán bar rồi quán karaoke đến để vui vẻ thôi, và người ta là chủ của mình là khách thì người ta cũng có trách nhiệm chiều chuộng thế thôi, chứ cũng không thể xây dựng được mối quan hệ gì bền vững hay là hay ho gì. Cô đấy cũng yêu em nhưng mà chẳng qua là cô ấy lo cho em, nhưng mà em như thế em không thích, vì thôi không cần phải lo gớm, cô ấy lo cái thân cô ấy đi, làm sao mà chăm lo cho chồng con rồi làm cái gì đấy, chứ cứ đi hát với này ngủ với hết anh nọ anh kia xong lại đi còn thương cả khách, thế thì thương bao nhiêu cho hết, đúng không? Nha, thôi thế thì tốt rồi, cố gắng gìn giữ sức khỏe và đảm bảo cuộc sống gia đình. Mình đã không muốn thì không ai làm gì được mình cả nhá. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho anh sẽ có một sức khỏe thật là tốt và giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình. Cảm ơn chị ạ. Vâng. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Giang. Alo. Em nghe đây ạ. Vâng, bạn có thể nói câu hỏi của mình ạ. Dạ, câu hỏi của em là mấy hôm trước ấy, em có đi tiểu với cái ấm bút ấy, nói ra cái đục đục như chị, em nói làm sao không ạ? Vâng, bạn muốn hỏi rằng cái hiện tượng mà đi tiểu bị buốt và nước tiểu đục ấy thì nó là cái biểu hiện của bệnh gì đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng, câu hỏi của bạn thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn. Xin mời chị ạ. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Lâu chưa em? Dạ khoảng 2-3 hôm nay. Thế à?
Em có sốt hay là nó có nổi hạch ở bẹn không? Dạ không ạ. Em có để ý là ví dụ như mình vừa đi ngoài cái là nước tiểu nó ra thì mình bị buốt ngay hay là em đi tiểu xong rồi nó mới buốt? Dạ đi ra cái là thấy buốt luôn ạ. Thế à? Bình thường thì ở đầu cơ quan sinh dục của em nó có ra cái dịch gì không? Dạ không ạ. Chỉ có đi tiểu xong thì nó mới có cái dịch màu hơi tức là đục đục thôi phải không? Dạ vâng. Lần nào đi tiểu nó cũng thế à? Dạ vâng ạ. Chị xin lỗi, chị hỏi là em có quan hệ tình dục chưa? Dạ chưa. Thế à? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ em 21 ạ. 21 à? Bởi vì là những cái triệu chứng như em tả thì có thể gặp là do cái cơ quan sinh dục của mình nó bị viêm nhiễm. Thế cái nguyên nhân viêm nhiễm thì có thể là do tự nó cơ quan sinh dục nó bị viêm nhiễm hoặc là nó bị nhiễm với cái loại vi khuẩn virus nó xung quanh ở bên mình này, nó có thể làm lây nhiễm cho em. Mặt khác thì cái điều chị rất muốn hỏi đấy chính là có khả năng mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục nếu như mà mình quan hệ tình dục với những cái đối tượng có nguy cơ cao mà không được bảo vệ. Thế bây giờ thì nếu như em mà chỉ bị như vậy mà không có cái gì liên quan đến hoạt động tình dục thì có lẽ là do cái cơ quan sinh dục của mình, cái đường tiết niệu của mình nó bị viêm thôi nhá. Thế nhưng mà cái này thì không thể không điều trị được. Em phải đi đến bác sĩ đi để người ta sẽ làm xét nghiệm nước tiểu cho em và bác sĩ sẽ điều trị cho em. Nếu mà mình mới phát hiện như thế này mà em đã hỏi các chị thì đi khám sớm thì sẽ điều trị được ổn thôi nhá. Có khả năng là nó bị viêm đường tiết niệu thì nó cũng có cái triệu chứng như của em nhá. Thế và một điều rất quan trọng nữa là giữ gìn vệ sinh cơ quan sinh dục, ví dụ như là tắm rửa hàng ngày này, rồi kể cả quần áo thì sử dụng những cái loại quần áo mà nó có chất liệu nó thấm hút mồ hôi dạng như cốt tông ấy, chứ mình đừng mặc những cái loại nó nhiều ni lông quá nó bí. Rồi kể cả hàng ngày em đừng có ngồi lâu quá một chỗ ấy, khoảng 1-2 tiếng thì mình phải đứng lên mình vận động để cho cái nó thông thoáng được cái cơ quan sinh dục thì nó cũng sẽ đỡ bị viêm nhiễm hơn nhá. Nhưng quan trọng nhất là đi khám đi nhá. Chị chào em. Em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Phú Thọ. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em muốn hỏi là cái dương vật của em mới nhỏ ấy. Vâng. Thì cái chuyện nhân với vợ chồng thì về đấy cảm giác là khó khăn mà tự ti. Vâng, bạn cũng có những cái mặc cảm tự ti đúng không ạ? Anh Đinh Đoàn, chuyên gia của chúng tôi sẽ có những cái chia sẻ với bạn nhé. Rồi, xin chào em. Chào anh ạ. Mình bao nhiêu tuổi rồi lấy vợ chưa? Em hôm nay 30 ạ. 30, chắc có vợ rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Mấy con rồi? Em 2 ạ. Ôi giời ơi, thế đấy, nhỏ thì nhỏ mà còn 2 ra to chắc là chục à. Việc đầu tiên ấy là em đã lấy vợ, có bao giờ vợ bảo sao bé thế không? Không. Vợ chả chê thì thôi, mình cái quà dành cho vợ mà vợ không chê mình những cái đi lo hộ người ta làm gì. Thực ra thì mình là người đàn ông đôi khi mình cũng để ý, thậm chí xem ở trên mạng cái miếc phim nọ phim kia toàn thấy những đứa nó kinh khủng đúng không? Thế rồi ngẫm lại soi mình thấy hơi bé bé, không biết thế này thì vợ có chê không, nhưng mà thật ra nếu mà để cứ so sánh ở ngoài đời thì ai cũng có quyền mặc cảm. Ai mà 20 phân thì mong muốn 24, ai 24 rồi để nghĩ trông nó phải góc cạnh xù xì nó mới đẹp đấy. Cái hãy vui với cái mà trời cho mình. Cái điều quan trọng nhất là mình mới 30 tuổi mình đã một vợ hai con, cuộc sống gia đình hạnh phúc không? Có. Thế là tốt rồi, mình đi làm chứ hả? Vâng. Ở nhà gần hay là xa vợ con? Em ở gần đấy. Rồi. Vợ thì có đi làm không hay là chỉ ở nhà trông hai đứa trẻ? Em có đi làm. Thế dòng con thì ông bà nuôi đỡ hả? Chồng đỡ? Vâng. Ôi tốt. Một mô hình gia đình trẻ tuyệt vời. Cả hai vợ chồng đi làm. Đã hai đứa con lại có ông bà nội hỗ trợ. Việc quan trọng nhất là tập trung vào làm và ăn. Tích góp vốn lâu lâu một cái lại chỉnh sửa cái nhà, cái cửa. Rồi hai đứa nó lớn dần lên đi học thêm còn tốn kém lắm. Đúng không? Thế còn cái chuyện to hay bé bây giờ cũng chẳng thể nào mà đi gặp bác sĩ Hoàng Thúy Hải để bác ấy làm cho nó to lên hay là đi xuống bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng để người ta độn cái gì vào được.
Người ta vẫn nói rằng là người thì có ai giống ai đâu, chân chúng ta cũng thế, có người chân dài, người chân ngắn, mặt thì cũng có người mặt tròn, mặt méo thì cái kia nó có cái to, cái nhỏ, mình biết thế nào là cho nó cùng, quan trọng nhất là vợ không chê, thế còn mình đừng quá lo. Có một câu rất là hay mà người ta vẫn khuyên đàn ông này, hãy quan tâm cái mọc giữa hai vai của mình chứ đừng quan tâm đến cái mọc giữa hai đùi nhá. Tập trung là cho mình khôn ngoan lên, trí tuệ lên, năng động lên, thế còn cái kia chả thay đổi gì được đâu mà nhá. Trời cho thế nào thì hưởng như thế. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn, bạn hãy tự tin lên bạn nhá. Cảm ơn chương trình ạ. Vâng, chúc cho bạn có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Thái Bình. Alo ạ. Câu hỏi của bạn là gì đấy? Cho em gặp bác sĩ dạ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ lắng nghe câu hỏi của bạn và sẽ có lời khuyên cho bạn. Xin mời chị. Vâng ạ. Dạ. Chị chào em. Em chào chị ạ. Chị nghe em nói đây. Dạ, chị ơi, chị cho em hỏi là em mới lập gia đình ạ. Thì sau khi lập gia đình thì em biết là em mắc bệnh khôn đạo ấy ạ. Ừ. Em muốn hỏi chị là cái bệnh này nó có ảnh hưởng gì đến việc sinh đẻ của em không ạ? Ừ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em 24 ạ. Thế à? Dạ. Em kết hôn lâu chưa? Em cũng mới kết hôn năm đầu năm ạ. Bây giờ em mỗi lần quan hệ thì em thấy như thế nào? Dạ, em thấy cái chất dịch ở trong cơ thể nó không tiết ra ạ. Ừ. Vâng, và sau khi sinh hoạt thì em thấy đau rát ạ. Đúng rồi. Ừ. Dạ. Có bao giờ chảy máu không? Dạ không ạ. Ừ. Ngoài cái lúc quan hệ thì mình có thấy nó có ra những cái dịch gì bất thường không? Ví dụ là có ngứa, có đau, có rát gì không? Có rát ạ. Ừ. Em, hai vợ chồng là kết hôn là xuất phát từ tình yêu đúng không? Dạ vâng ạ. Thế à, hai bạn yêu nhau lâu không? Dạ. Hai bạn yêu nhau lâu không thì mới kết hôn? Bọn em yêu nhau được 2 năm ạ. Thế à? Dạ vâng ạ. Ý, nó trục trặc như vậy, bây giờ còn yêu nhau không? Dạ vẫn yêu ạ. Ừ. Dạ. Nhưng mà đôi khi mình cảm giác sợ thôi đúng không? Dạ vâng ạ. Chị em lo sợ là như kiểu là hồi em cũng không có kế hoạch ấy ạ. Hồi em cưới xong thì anh ấy cũng 30 tuổi rồi mà. Ừ. Em cũng muốn có con ngay. Ừ. Thực ra ấy, thì cái gọi là để có một cái cuộc quan hệ tình dục nó tức là nó thỏa mãn được cả hai bên ấy thì ngoài vấn đề về sức khỏe thì cái yếu tố tâm lý nó vô cùng quan trọng em ạ. Đôi khi trong một số trường hợp thì cơ quan sinh dục không có vấn đề gì cả, kể cả hai bên, nhưng mà do cái yếu tố tâm lý, đặc biệt là do cái tư tưởng là mình sợ quan hệ ấy, nó làm cho co thắt các cái cơ đấy lại và dịch nó không tiết ra được, thế là nó tạo thành cái vòng luẩn quẩn. Ví dụ như trong trường hợp của em chẳng hạn, nó đầu tiên lúc đầu là mình có thể mình chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc ấy, thế là làm, đặc biệt là có những người mà trong cái đêm tân hôn có những cái hành động thô bạo hoặc là làm cho bạn gái, cho vợ mình sợ. Thế và sau đó thì nó làm cho cái quan hệ tình dục nó không được thoải mái. Thế và từ đấy nó cứ tạo thành cái vòng luẩn quẩn như vậy và làm cho chất lượng của cái mỗi lần quan hệ tình dục nó không được như mong muốn. Thì nó cũng là yếu tố ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Bây giờ theo chị thì thế này, chị thì chị không nghĩ là cái trường hợp của em nó rơi vào như vậy, bởi vì các em cũng kết hôn trên cơ sở tự nguyện và cũng có thời gian yêu nhau. Thì chị tin là cái đấy nó không có vấn đề gì. Thế nhưng mà bây giờ thì trường hợp của em thì có lẽ là em cũng vẫn phải đi kiểm tra phụ khoa nhá. Thứ nhất là để xem là khi cơ quan sinh dục của mình nó có vấn đề gì không. Thứ hai là bởi vì nếu như mà nó có viêm nhiễm chẳng hạn, mà đôi khi là những cái người mà mới kết hôn lần đầu ấy thì do là chưa có các cái kiến thức về sức khỏe sinh sản, có các kiến thức về quan hệ tình dục, nó cũng có thể là trong một vài lần đầu nó cũng có thể gây nên cái hiện tượng viêm nhiễm ở cơ quan sinh dục ấy. Thế và cái hiện tượng viêm nhiễm đấy nếu như mình không được điều trị thì nó sẽ để lại, nó sẽ bị lâu dài và nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của em nhá. Thế bây giờ trước mắt là em đi kiểm tra, đi khám phụ khoa đi. Em đi đến bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa, xong em khám xem là nó có vấn đề gì không. Nếu như có vấn đề gì đấy thì bác sĩ người ta sẽ khám và điều trị cho em. Thế còn nếu thực sự là cái dịch đấy nó có vấn đề thì các bác sĩ người ta sẽ hướng dẫn cho em những cái biện pháp hỗ trợ. Ví dụ có những cái dịch bôi trơn hoặc là những cái dịch nó sẽ giúp cho cái quan hệ của em nó tốt hơn. Nhưng mà em cũng phải
tìm các cái ra hiệu sách, em có thể tìm các cái tài liệu, những cái tạp chí ấy. Rất nhiều các cái tạp chí mà nói về quan hệ vợ chồng, đặc biệt là quan hệ vợ chồng mới cưới. Mình tìm hiểu thêm những cái kiến thức đấy thì mình để mình củng cố cuộc sống của mình thêm. Sau khi mình điều trị rồi và mình quan hệ tình dục bình thường, em như vậy là đã kết hôn là từ đầu năm đến giờ 1-2-3 tháng nữa, mà nếu sức khỏe nó ổn rồi mà vẫn thấy chưa có con thì lại phải đi kiểm tra về lúc này mà đi kiểm tra thì lại kiểm tra cái khác, tức là nó không phải kiểm tra về âm đạo hay là cổ tử cung nữa mà lại phải chuyên khoa sâu hơn, tức là kiểm tra về cái chất lượng của cái trứng của mình ấy. Thế là, hoặc là kiểm tra làm chồng cũng phải đi kiểm tra để làm dịch đồ để xem là cái số lượng và chất lượng tinh trùng của chồng mình nó như thế nào. Tức là người ta nghĩ đến hiện tượng là đi khám hiếm muộn ý. Thế nhưng mà thôi, trước mắt cứ đi kiểm tra cái phụ khoa của mình đã nhá. Thế nhá, chị chào em. Em cảm ơn chị ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Alo. Alo, em chào chương trình ạ. Em có một câu hỏi muốn chương trình tư vấn ạ. Em ngăn cấm bọn em không được bọn em đến với nhau ạ. Vâng, bạn có biết vì sao mà bố mẹ cô ấy định ngăn cấm không cho cô ấy yêu bạn? Lý do là em cũng chơi bời ạ. Chơi bời. Vâng, chơi bời mới cả về tuổi tác thì bọn em không hợp nhau ạ. Vâng. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chúng tôi sẽ giúp bạn và có lời khuyên cho bạn. Xin mời anh. Ờ, chào em. Dạ vâng, chào anh ạ. Ừ, em ơi, thế bây giờ thì em mong muốn điều gì? Em chỉ mong muốn có cách nào để cho bố mẹ bạn gái em đồng ý ạ. Ừ. Tại vì bọn em cũng rất quyết tâm ạ. Ừ. Thì bạn gái em một thời gian gần đây mỗi thì khả năng không có con là rất cao ạ. Ừ. Thế thì em ấy, việc đầu tiên em có nghĩ rằng là chính ra đưa cô ấy cùng cô ấy đi khám xét. Bọn em không gặp được nhau ạ. Ồ. Dạ. Cô ấy bị nhốt ở trong nhà hay là như thế nào? Bị dạ vâng, cô ấy thì bố mẹ nhốt trong nhà. Ồ. Mà bạn gái em năm nay 20 tuổi ạ. 20 tuổi. Dạ vâng ạ. Còn đi học không? Là bạn gái em ở nhà ạ. Ồ. Nhà học ạ. Thế cho nên mới bị nhốt đúng không? Em có hay qua lại nhà cô ấy không? Xong là trước đây thì bọn em có qua lại nhà cô ấy ạ. Ừ. Có một lần bọn em đi chơi qua đêm ạ. Ừ. Thì bố mẹ bạn gái em mới đuổi về ạ. Đấy, gọi là một lần bất tín thì vạn sự không tin nữa đúng không? Phải, tại vì trước đây tại vì bố mẹ bạn gái em không đồng ý cho bọn em ạ. Ừ. Bọn em đành phải làm thế để gây sức ép. Vâng. Nhiều khi là định là làm một chuyện đã vâng. rồi, đã cấm, đã đang ác cảm thì mình phải tìm cách chinh phục tình cảm chứ đi làm cho ác thêm. Vâng. Đấy, ví dụ như là trước đây bố mẹ cô có thể nói với cô là đấy, cái thằng ấy nó tư cách nó có ra làm sao đâu. Thế hậu quả vâng. như thế đấy, thế nọ thế kia, thế là vốn đã ác cảm nay còn ác cảm hơn. Thế và cái việc chinh phục lại cái tình cảm ấy thì nó lại mất nhiều thời gian hơn và cũng khó khăn hơn rất nhiều. Bây giờ cơ hội gặp gỡ ít thì đúng không? Đầu tiên là em có liên lạc được với cô qua điện thoại không? Dạ, em vẫn liên lạc được qua điện thoại. Trước hết là củng cố tinh thần cho cô ấy thấy rằng là nếu chúng ta còn có lòng với nhau thì sớm muộn cũng sẽ đến được. Em rất yêu bạn gái em ạ. Ừ. Bạn gái em cũng rất yêu em ạ. Rồi, thuyết phục không phải đến nhà đấu tranh. Thuyết phục là phải dần dần phải xếp thứ tự gọi là ưu tiên. Cái việc đầu tiên ấy là cô ấy hoàn toàn có thể chia sẻ với bố mẹ cái chuyện mà bất thường về mặt sức khỏe của cô ấy. Người nhà sẽ có trách nhiệm lo hơn, chứ có hai đứa chỉ có nhắn tin với điện thoại khóc lóc với nhau thì em không biết là thế rồi. Em khuyên bạn gái em nhưng bạn gái em bảo thủ lắm, không bảo là không muốn bố mẹ phải lo lắng á. Ồ. Không muốn bố mẹ lo lắng thế. Được thì vâng. Nếu cứ để ngày một nó khó khăn hơn thì sẽ còn lo lắng hơn. Thế đặt được tình huống nhá, đặt tình huống là nếu như cứ vậy ở không với nhau mà ở được thì vâng. Hai em có chấp nhận không? Dạ bọn em chấp nhận ạ. Ừ, thế thì bạn gái em thì bảo là bây giờ bạn gái em bệnh tật thế này, không chúng em định rủ nhau vào trong Sài Gòn ở ạ. Không. Thế cho nên đấy, anh muốn hỏi câu ấy để thấy rằng là những cái điều mà bố mẹ dọa ấy mà được mình vẫn nói rằng chúng con thương nhau. Dù có đám cưới hay không đám cưới, dù ba mẹ có không lo cho bất cứ cái gì, nhưng chúng con sẽ tự lập được này. Thì người ta dọa, thường thường người ta phải nhằm vào cái mà mình lo lắng nhất đúng không? Người ta sợ là mình sĩ diện này, mong muốn có đám cưới to mà đấy. Nếu có đồng ý lấy thì tự anh chị về ở với nhau, chúng tôi không bỏ một xu nào. Mấy cả bạn gái em không muốn sống như thế mà em. Bạn gái em sợ mai sau em rất khổ vì bạn gái em rất là nhiều bệnh tật ạ. Ừ. Thế anh mới bảo rằng việc đầu tiên lúc này không phải lo đến đám cưới, dạ. Không phải lo đến chuyện là chiến đấu, dạ. Mà lo đến sức khỏe sức cho khỏe, bạn đúng gái. Không? Đúng không? Vâng. Khi sức khỏe nó tốt rồi, tinh thần nó cũng sẽ phấn chấn lên, lúc ấy đôi bên cùng nhau bàn cách. Mà cái hướng cuối cùng như cha mẹ đã hé mở rằng là chúng ta yêu nhau là
tự nguyện đúng không? Vâng ạ. Bất cứ một người nào mà ngăn cản cái hôn nhân tự nguyện cũng đều là vi phạm pháp luật. Tất nhiên mình không giả luật với bố mẹ, nhưng mà mình có hoàn toàn có quyền. Nếu như trường hợp bí nhất là đưa nhau đi đăng ký kết hôn để thành vợ thành chồng, tự lập rồi tự kiếm công ăn việc làm để nuôi nhau. Có nhiều người đi lên từ như thế, sẽ có lúc cha mẹ sẽ nhìn nhận lại. Tuy nhiên đừng làm cái điều gì quá đáng, và đặc biệt không làm cái chuyện đã rồi để buộc cha mẹ phải chấp nhận. Cái đấy chỉ làm cho người ta càng ngày càng ác cảm với mình hơn, đúng không? Vâng. Thế nhưng mà lưu ý đầu tiên là sức khỏe của cô em nhé. Chứ vâng. Còn cứ đến nhà thuyết phục là bác ơi bác phải đồng ý cho cháu với Hương chứ cháu yêu Hương lắm đấy, đấy là thành cãi nhau. Vâng. Thế nhưng mà đây này, có cơ hội cho em rồi đấy. Vâng. Báo là về vấn đề sức khỏe này, sau đấy người ta đưa đi khám này, trong lúc đi khám thì em cũng đi cùng này. Nếu chẳng may cô phải nằm viện điều trị, em hàng ngày cơm nước mang các thứ vào cho cô ấy này. Thế là cả gia đình cũng như bản thân mình cùng lo việc cho cô ấy, sẽ tạo ra cái sự gần gũi hơn và người ta cảm động đấy. Trông cái thằng ấy tưởng là nó hư thế mà cũng ngoan nên nó thương cái con nhà mình. Đợt vừa rồi mà cái con nhà mình nằm viện không có thằng ấy thì chết. Thế là các cụ sẽ quý mến ngay. Không có gì bằng cách bằng chinh phục chứ không phải thuyết phục. Thuyết là dùng lời, còn chinh phục là bằng thái độ, tình cảm, hành động em ạ. Nhá. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng. Xin chào bạn, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Vâng, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nam. Alo, thính giả gọi điện từ Hà Nam phải không ạ? Vâng, dạ. Vâng. Chào chương trình. Vâng. Vâng. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, vợ chồng em ở với nhau được một năm rồi ấy. Vâng. Thì vợ em thì có những lời nói mấy lần không tôn trọng bố mẹ em với cả em ấy. Vâng. Thì em muốn nhờ chương trình xem cách giải quyết nó như thế nào rồi. Nó thực sự là hai vợ chồng thì cãi nhau thì nó đơn giản. Vâng. Nhưng mà đến bố mẹ chồng rồi, nó thực sự là rất là khó. Hai bạn lấy nhau được một năm và cái chuyện mà cãi nhau thì là xuất phát từ đâu, từ nguồn cơn là từ đâu? Dạ, là vợ em thì cái lúc cãi nhau đấy thì là có bầu được 8 tháng rồi. Thế là ấy hồi hôm đấy thì em cũng cho vợ em đi siêu âm. Thì đi siêu âm thì bác sĩ bảo là con thì bình thường nhưng mà cái thận thì nó hơi bị giãn thận một chút. Thì em cũng cho đi khám ở bệnh viện huyện với cả là em cũng bảo vợ em là thì sợ bệnh viện huyện với cả bệnh viện tỉnh thì nó cũng chưa được rõ ràng, thì mình muốn là ở gần nhà em thì có cái bệnh viện Bạch Mai hai ấy. Vâng. Thì em cũng bảo là hay để hai vợ chồng đi khám xem như thế nào, thì bác sĩ cũng bảo là bây giờ bầu to này thì để theo dõi các thứ thôi, ở nhà thôi chứ cũng không, mình cũng không giải quyết được gì cả. Bây giờ con đẻ ra thì lúc đấy tính sau. Thì hôm đấy thì hai vợ chồng thì cũng em cũng bàn bạc với vợ rồi, thì em cũng chẳng biết là bên ngoài bố mẹ nói gì, thế là cô ấy đùng với lên trên bệnh viện phụ sản trung ương để khám. Cái công việc của em thì em ở trên này thì cũng không xin nghỉ được. Vâng. Thế là bảo là nếu mà khám thế này thì tức là mà vợ của bạn và bên gia đình nhà vợ thì cũng muốn là cô ấy lên cái tuyến chuyên sâu đúng không? Vâng. Để khám cho yên tâm. Vâng, thì cũng... và hai vợ chồng thì mâu thuẫn từ cái chuyện đó. Không, bình thường là như thế thì thôi. Thì em có bảo là thôi thì anh nếu mình không đưa được thì vợ nó có bệnh thì đi đâu thì đi. Vâng. Thì xong đấy thì em đi K2 thì vợ em nhà thì vợ em có nói chuyện với cả bạn ấy thì có nói thiếu tôn trọng em với cả bố mẹ. Đấy, ví dụ là nói trong phòng thì nó bình thường. Vâng, cái chuyện đấy thì xảy ra đã lâu chưa hả bạn? Dạ, cũng được 4-5 tháng rồi ạ. Vâng, và bây giờ thì hai vợ chồng như thế nào ạ? Dạ thì vợ em bây giờ đang ở bên ngoại rồi, còn vâng. Em thì bây giờ đang ở nhà. À, và bây giờ điều bạn mong muốn là gì ạ? Dạ, em muốn là xem có cách giải quyết này như thế nào. Vâng, câu chuyện của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Anh sẽ có những cái lời khuyên dành cho bạn. Vâng. Rồi, chào em. Vâng, alo, em chào anh ạ. Ừ, mình hay mấy hả em? Dạ, em năm nay 30 rồi. À, thế hả? Vâng. Con khỏe không? Con trai, con gái? Dạ, con gái anh ạ. Được mấy tháng rồi? Dạ, cháu được 1 tháng ạ. Thế là sinh được 1 tháng là tống về ngoại luôn hay là... Ê, trước rồi anh ạ.
Trước khi sinh thì cái đoạn mà trục trặc rồi gần đến tháng thứ 8, thứ 9 thì đấy, về ở bên ngoại để ông bà ngoại chăm đỡ. Xong đến lúc đi sinh con thì cũng lại về nhà ngoại ở luôn đúng không? Vâng. Em có nói rằng là cô nói hỗn thiếu tôn trọng bố mẹ chồng. Anh có thể biết là cô nói cái gì không? Dạ. Ấy cô nói cái lúc nói với bạn, bạn ngồi ý thì ấy cô ý bảo là em là thằng cháu nọ, thằng kia. Rồi là nói chung là em cũng không muốn nói ở chương trình ấy. Thì mẹ em ở nhà. Thì ấy mẹ em nghe thì bảo ấy con dâu nó nói muốn như thế. Mà mình ở nhà mà mình coi như là mình không biết thì nó lại không được. Thì mẹ em lên thì mẹ em cũng nói bảo là thế tại sao là mày nói như thế. Bởi vì đây thì bác sĩ bảo thế thì mày ấy theo dõi thôi mà mày đi thì thôi thì nó không có cấm cản đấy đâu. Thì ngày hôm sau thì ấy bố em mới gọi xuống bảo là thế làm sao mà nói như thế thì vợ em thì chỉ tay cái tay đôi với mẹ chồng. Đấy cái tay đôi với mẹ chồng xong thì mà cô ấy gọi bố mẹ vợ nhà em xuống. Bố mẹ vợ nhà em xuống thì bố mẹ vợ nhà em xin nhưng mà cô ấy không xin. Ấy không là không xin thì ấy bố mẹ em bảo là thôi thì đã ấy như thế rồi thì rồi anh nghe rồi. Tóm lại thế giờ thế này. Chuyện nó không có gì quá trầm trọng. Vâng. Nhà em và em cũng như phải cả gia đình em phải nhớ rằng cô ấy đang là mang thai đứa con đầu lòng đến tháng thứ 7, vâng, thứ 8 rất nhiều áp lực. Đi khám thì người ta bảo thế này, người ta bảo thế kia, thận thế nọ, thận thế kia, đủ cái thứ lo lắng. Thế rồi mình thì đã không có đồng tâm nhất trí trong cái việc là hỗ trợ cô ấy. Cô ấy sẽ nghĩ rằng là gia đình nhà mình có quan tâm, có lo gì đâu. Cứ bảo là khám ở vớ ở vẩn đây thôi. Còn cô ấy thì với lại gia đình nhà ngoại rất mong muốn được lên tuyến trên nhất để cho nó đảm bảo. Đấy là một cái nguyện vọng rất là chính đáng. Thứ nhất là lo cho sức khỏe cô ấy. Thứ hai là lo cho cái sự an toàn và phát triển của cái thai. Đáng lẽ gia đình lúc ấy đừng có cố chấp. Để còn ngồi đấy mà lắng nghe xem là cô ấy gọi điện cho bạn cô ấy. Đôi khi vợ trẻ mà gọi điện cho bạn nha, này thằng chó nhà tao hôm nay không đi nha, không ở nhà mày ạ, thằng chó nhà tao đi làm, mày có rảnh lên đây chơi với tao. Gọi chồng là thằng chó hay con voi hay con lợn, ôi con lão lợn nhà tao á, ăn kinh lắm. Chuyện đấy là bình thường lắm, nhưng mà bố mẹ chồng nghe nghĩ rằng là nó khinh con mình, nó gọi con mình là con chó, ôi được gọi là con chó đôi khi cũng đáng yêu lắm đấy. Đấy, thế xong rồi bắt đầu cả hai ông bà lôi xuống dạy dỗ, mà vợ thì đã đang trong cái trạng thái lo lắng bực bội, có thể có câu nọ câu kia. Thế rồi mà rồi có bé xé ra to. Anh nghĩ rằng là bố mẹ em thì cố chấp, còn bản thân em thì cũng không có những cái lập trường gì. Mình dành thời gian đưa vợ đi khám, xong rồi đưa đi đẻ mẹ tròn con vuông, thế là quá tốt rồi, thì đón về nhà mình đi. Tự nhiên đi trước sinh đưa về ngoại, xong đẻ xong rồi ở ngoại, xong bây giờ cứ như thế này định làm gì? Định để lâu rồi ly hôn à? Thực ra thì đấy, nếu mà bình thường thì bố mẹ em bảo là đấy, chỉ bảo là bây giờ thì kể cả bố mẹ đúng hay là bố mẹ sai thì em ở giữa đấy thì xin lên một câu cũng chả vấn đề gì. Đây cô ấy cái tay đôi như thế mà bố mẹ em thì bảo thôi thì gửi lên trên bên là ngoại đấy, thì bố mẹ em bảo là đấy có cái vườn nhỏ đấy, có rau cỏ đấy, thì mày đi làm về mày sáng bao giờ mày ra ngoài vườn mày chăm và mày cứ anh cứ lấy rau đấy. Thì cô ấy bảo là các loại giả lời người mà nói con dâu như thế thì em chả hiểu là cô ấy nghĩ thế nào. Rồi ôi, bây giờ mà cứ ngồi nhau phân tách nhau từng câu, câu này đúng câu này sai, rồi hãy xin lỗi đi, rồi là vân vân, mình là bố mẹ dù đúng dù sai con cũng xin lỗi. Người lớn mình phải độ lượng, phải nghĩ quan trọng nhất là người ta nuôi con người ta phần đấy tuổi đầu, nay người ta cho làm dâu nhà mình, rồi giờ sinh con đẻ cái để cho dòng họ nhà mình, cô cũng sẽ khổ. Nếu mà em lại là cái người mà không phải đỡ cho cô, ôi giời bố mẹ ơi, giống vợ con nó còn trẻ mà lúc nó điên lên nó nói năng thế, bố mẹ chấp làm gì, để yên rồi con dạy nó, để yên con bảo nó, chẳng hạn như thế cũng là một cái cách đúng không? Chứ lại cứ đấy bố mẹ bảo thế thì em cất lời xin lỗi bố mẹ đi thì khác gì cứ đổ dầu vào lửa ấy, đúng không?
Thế chứ còn thì cái lúc điên, lúc bực lên thì phải nghĩ lớn nhất đó là người ta con gái, phụ nữ mang thai sinh đẻ một mình, cả gia đình nhà chồng lẫn chồng nó cứ lựa cái nợ cái kia đã không quan tâm, bây giờ sinh nở mẹ tròn con vuông chả vui chả mừng chả đưa đón về mà chăm cháu. Thế cho nên là nghĩ đi, bản thân em là người quan trọng nhất, xác định là em muốn gì. Muốn sang đón vợ về, rồi mình phải làm cái cầu nối với lại đôi bên, bảo bố mẹ là thôi nhà con nó cũng trẻ người non dạ, có sơ suất thì bố mẹ bỏ qua, về bên kia thì cũng phải tỏ ra rất là yêu chiều vợ, thôi vì anh vì con mà em cứ thôi thì cứ nói đại xin lỗi bố mẹ một câu đi, bố mẹ tâm địa cũng không có gì đâu chẳng hạn, ví dụ như thế, mình hàn hàn gắn gắn thế rồi sang đón con về đi. Thế chứ còn cứ ở, để các cụ bảo là ở lâu cứ trâu nó hóa bùn đấy. Rồi đến lúc cô ơi, ở quen với việc bên kia được bố được mẹ chăm chiều, về bên này bao nhiêu áp lực, cô thì không muốn về nữa, mình thì cũng quen ở một mình, có con cũng chả được chăm. Rồi dần dần mối quan hệ nó cứ xa cách đi, rồi đến lúc chẳng ai muốn về chung sống với nhau đâu. Rồi chuyện đúng là chỉ vì một câu nói với, qua nói lại với này, mẹ chồng con dâu mà rồi tan vỡ một gia đình thì không đáng đâu em ạ. Nhá, mình bây giờ thời buổi còn bao nhiêu việc phải lo, đi chấp nhặt từng câu từng chữ của người này người khác làm gì, mình phải biết người ta nói trong cái hoàn cảnh như thế nào chứ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn, cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Bạn hãy ở giữa điều hòa mối quan hệ mẹ chồng, bố mẹ chồng và nàng dâu để giữ gìn được hạnh phúc gia đình bạn nhé. Vâng, chào bạn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Bắc Ninh. Alo. Vâng, câu hỏi của em về chuyện tình cảm ạ. Em và anh ấy yêu nhau được 2 năm rồi ạ. Bây giờ anh ấy đòi hỏi em chuyện đấy nhưng mà em không cho. Từ khi anh đòi hỏi chuyện đấy cho nên chúng em không giãn dần cái mối cách yêu nhau thì bây giờ em anh ấy đòi hỏi nhiều quá, em quyết định chia tay. Bây giờ chương trình cho em một lời khuyên là cho anh ấy để có anh ấy hay là chia tay ạ? Vâng, vấn đề của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chúng tôi sẽ cho bạn lời khuyên ạ. Xin mời anh ạ. Em mới yêu 2 năm rồi hả? Vâng ạ. Ừ. Gần đây nảy ra cái tính là hay đòi hay là trong quá trình 2 năm cũng có lúc gã gẫm gẫm rồi? Không ạ, gần đây ạ. Ừ, còn trước là nghiêm chỉnh lắm đúng không? Vâng, trước bọn em vẫn học cấp 3 cho nên... À. Vâng. Thế bây giờ thì tốt nghiệp cấp 3 chưa? Thì anh ấy hay đòi hỏi ạ. À thế hả? Thường thường những lúc anh đòi hỏi là những lúc như thế nào? Đến nhà chơi... Lúc bọn em ở bên nhau, đi chơi cùng nhau hoặc gần nhau ạ. Ừ. Thế xong là thấy phát hiện là đòi nữa là lần sau là cảnh giác từ xa, không đi chơi, không ngồi gần. Vâng, em ít đi chơi, ít lại gần và em đã nói rất khéo léo với anh ấy nhưng mà anh ấy cứ đòi hỏi cho nên... Em nói thế nào? Em nói thử để biết, em chia sẻ với các bạn gái khác. Yêu nhau thì phải biết giữ cho nhau, chờ học xong rồi lấy nhau thì muốn gì cũng nhưng mà giờ đang học cho nên không thể như thế được ạ. Ừ, nói như thế cũng đúng rồi đấy nhưng mà nó cũng hơi cứng tí nhỉ. Lúc người ta đang rất là gần gũi, đang rất muốn gì đấy mà nào nghe như cô giáo đấy, nào cứ thi tốt nghiệp đi tốt rồi cô thưởng kiểu nó cũng không hay đúng không. Có thể có những cái khéo léo hơn, mình nói rằng là thật ra thì cái cũng biết rằng là yêu nhau quý nhau mà gần gũi thì cũng nảy sinh tình cảm, nhiều lúc em cũng có những cái suy nghĩ như thế. Tuy nhiên thì em nghĩ rằng còn đang học, em rất là sợ chuyện nọ chuyện kia, nếu mà xảy ra sớm thì nó không có cái hạnh phúc tương lai lâu dài. Chứ còn thì anh đừng nghĩ là chỉ có mình anh thích, em cũng thích, nhiều lúc cũng thế nọ thế kia, nhưng em cũng phải kiềm chế. Con gái của em còn yếu đuối hơn mà em còn kiềm chế được anh này. Thế xong lúc ấy thì việc tức là nhẹ nhàng không cho mà nó vẫn không cảm thấy bực bội quá mức đó, thì mới là cái cách. Chứ còn đứng phát dậy nói rằng là nếu thế thì chia tay vân vân thì cũng không phải là đúng. Thế còn ban nãy em có nói là cái gì nhỉ? Chia tay để bảo toàn cái đó hay là cho đi để được tình yêu đúng không? Thứ nhất là thế này này, cho cũng chưa chắc đã bảo toàn là tình yêu. Cái việc đòi hỏi tình dục không nhất thiết đấy là biểu hiện của cái tình yêu cao độ ở lứa tuổi thanh niên, đôi lúc vì tò mò. Có bạn gái, phần lớn là có bạn trai ao ước ở trong lòng là được khám phá thử xem nó ra làm sao. Đấy là vì tò mò, vì những cái thôi thúc của nội tiết ở trong cơ thể nó làm cho bức xúc, cần mong muốn được giải tỏa, chứ không phải là đấy là tình yêu đỉnh cao.
có những đôi gìn giữ nhau cho nhau được 2 năm thì duy trì tình yêu đẹp, mà chỉ sau đấy thì nghĩ rằng là thế thì cho nhau, thế rồi cuối cùng thì cho nhau vài lần thì chia tay nhau thực sự, đúng không? Vâng ạ. Thứ nhất là thế này này, tình yêu đã gìn giữ được từ những tháng ngày đẹp nhất ở trường cấp 3. Bây giờ không có lý do gì vì cái này mà mình có thể chia tay nhau khi cả hai còn tình cảm. Hãy khéo léo ứng xử hơn, một bữa nào đấy nói chuyện thực sự để làm sao để bạn hết sức thông cảm, lần sau đừng đẩy mình vào tình thế khó khăn mà phải từ chối. Thế còn thì cũng nếu như mà anh ấy có những cái, tức là mình đã nói phân tích hết mọi nhẽ mà vẫn có hành động vũ phu mà đòi hỏi đấy bằng được ấy mà, vâng, thì mình cũng phải có những cái cứng rắn nhất định. Thế còn nếu mà cái người nào mà sẵn sàng chia tay, sẵn sàng bỏ mình vì chỉ vì mình không cho, thì nghĩa là anh cũng chả quý trọng gì cái tình yêu của mình mà chỉ quý cái kia thôi, không cho thì lại đi tìm chỗ khác chẳng hạn. Thế thì cái mối quan hệ có mất cũng không tiếc lắm, đúng không? Anh ấy hay có cái kiểu so bì là người ta mới yêu nhau đã cho nhau, đằng này mình yêu nhau 2 năm rồi không tin nhau, không cho được nhau. Nói với anh rằng là thế thì anh ơi, thế anh đi tìm cái cô nào mà không cần phải yêu nhau 2 năm mà chỉ gặp một lúc cô cho luôn đi. Vâng, cũng có lúc em nói như thế vui thì anh ấy lại cười. Phải làm những cái câu nói, những cái câu gì mà để người ta cười chứ đừng nóng bừng phừng mà bỏ về. Bảo anh đừng so sánh như thế. Cái yêu nhau khác. Thế còn cái tình cho không biếu không á, anh có thể ra đường anh gặp một người nào đấy có khi hỏi người ta cho cái đó, nhưng mà chẳng có tí tình cảm gì, anh có muốn được yêu hay là chỉ muốn cái chuyện nọ chuyện kia. Đấy là phải lái sang cái chuyện thế nhỉ. Đừng để anh ấy đẩy mình vào cái thế bi động. Nhưng mà anh ơi, nếu mà anh ý kiểu như là đòi hỏi mà có người yêu, anh nghĩ cái kiểu là có người yêu cũng như không ý, anh ấy cứ đòi bằng được thì em phải làm thế nào ạ? Cái này thì không, anh không thể nói là cho đi hay là không cho đi. Em là người quyết định cuối cùng. Nếu như yêu nhau tới mức mà không bỏ nhau được, và thật ra cũng có lúc mình cũng nghĩ đến cái đó, không chỉ anh ấy thèm mà mình cũng muốn, thì phải bàn, phải chuẩn bị tư tưởng tinh thần, đọc sách báo và trang bị cho mình kiến thức để phòng tránh thai và phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục nhá. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi đến từ Nghệ An. Alo. Em còn bạn trai nhá. Đi chơi thì trong lúc không kiềm chế thì bọn em có quan hệ tình dục đấy ạ. Vâng. Nhưng mà sáng nay em lại thấy mình ra máu nhiều ạ. Vâng. Em hơi lo lắng nên là em đã uống thuốc tránh thai đấy ạ. Vâng. Mà em không biết là gì vì sao được kích thích nên là đến chu kỳ ấy ạ. Vâng. Lần quan hệ tình dục đầu tiên và đã bị ra rất là nhiều máu và điều này khiến bạn rất là lo lắng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn và sẽ có lời khuyên cho bạn ạ. Xin mời chị ạ. Chị chào em. Thế chu kỳ kinh nguyệt của em thì đến chưa? Dạ, sắp đến rồi. Thường là nó vẫn không đều, đúng không? Ừ, thế và bây giờ rất là lo, đã chót quan hệ tình dục rồi. Đấy, cái quan hệ tình dục mà ngoài hôn nhân nó để lại cho nhiều cái lo lắng lắm như thế đấy. Thế thì sáng nay nó ra nhiều máu thì cũng không biết là có phải tại cái chuyện quan hệ ngày hôm qua không, đúng không? Nhưng nếu tại cái chuyện quan hệ thì nó sẽ ra từ ngay sau đó và trong đêm rồi nhá. Và thông thường là nó chỉ ra ít thôi. Nếu mà do rách màng trinh ý, thì nó chỉ do ít thôi. Thế nhưng mà trường hợp này thì mình lại ra rất nhiều, như là có kinh nguyệt. Thế thì phải chú ý xem thêm thôi, theo dõi thêm nhá. Nếu mà nó lại đúng vào một cái chu kỳ kinh nguyệt rồi ý, thực sự của em ấy, thì cái điều đấy là mừng hay lo em có biết không? Dạ, không ạ. Điều đấy thì có nghĩa rằng là cái khả năng mang thai của mình là nó cũng ít nhá. Đấy, thế nhưng mà cũng có thể rằng là không phải vào chu kỳ kinh nguyệt mà ra nhiều như chu kỳ kinh nguyệt, thì có thể là em đã mắc một cái bệnh nào đấy, hoặc là viêm nhiễm, hoặc là có một cái u nào đó ở âm đạo rồi. Thế thì bây giờ không, chưa nói được cái gì mà mình phải theo dõi tiếp thêm có phải đúng là trùng vào một cái đợt chu kỳ kinh nguyệt không nhá. Và cái quan trọng là rút kinh nghiệm cho lần này, khi mà có coi cái quan hệ tình dục với bạn trai mà ngoài hôn nhân ấy thì nó rất là nhiều điều xảy ra. Nó có thể mang thai, nó có thể bị bệnh, và đầu tiên là nó gây cho mình lo lắng, mất ăn mất ngủ như vậy. Vậy thì nếu không đừng được thì phải tìm các cái cách mà quan hệ tình dục cho nó an toàn nhá. Thế chúc hai em có kế hoạch thật là tốt nhá. Vâng, cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình hôm nay bằng cuộc gọi đến từ Hà Nội. Alo, chào bạn trẻ đến từ Hà Nội. Chị ơi.
Rồi tôi nghe đây, câu hỏi của bạn là gì? Câu hỏi của em là chồng em có một cô bạn, một cô bạn gái khác thì đấy qua một cú điện thoại là như thế. Em về em bảo là không ấy thì chị cho em một lời khuyên về em nên phải là như thế nào ạ? Chồng của bạn có một cô bạn gái khác á? Vâng ạ. Sao bạn biết? Thế chị qua một cuộc điện thoại tình cờ một hôm em biết là như thế. Vâng, và bạn nghĩ đấy là bạn gái của chồng à? Vâng, đi có người thấy đi như rồi cách đây 2-3 tháng này rồi. Bây giờ thì em bảo thì bây giờ thì khi bảo thì chứng nhận là chỉ là bạn bè thôi thì chồng em vẫn không nhận là có tình cảm gì. Chị cho em một lời khuyên nên như thế nào? Vâng, anh Đinh Đoàn chuyên gia của chương trình sẽ trò chuyện cùng người bạn nhé. Ồ, chào em, mình có đi làm không? Em không, em ở nhà thôi ạ. Ừ. Chồng em thì đi làm ạ. Ừ, ông làm gì có to to không? Ví dụ giám đốc hay trưởng phòng hay là có một cái chức vị gì không? Không anh ạ, chỉ làm về xây dựng thôi anh ạ. À thế ạ. Vâng. Mình chỉ có ở nhà làm nội trợ, nuôi con đúng không? Vâng ạ. Ông là người đi kiếm tiền chính mang về. Vâng. Mình thấy ông có một cái cuộc điện thoại lạ của một cô gái và mình có theo dõi. Vâng ạ. Và biết đấy là một cô bạn gái. Vâng. Tra hỏi thì cả anh ấy lẫn cô kia đều nói là chỉ là bạn bè. Thì em có nhắn tin nói cô gái kia là bây giờ cùng là phụ nữ đấy thì bây giờ cô ấy có một người chồng cũng như thế thì cô phải nên nghĩ thế nào, và em chỉ khuyên cô ấy như thế, thế nhưng mà xong cô vẫn cứ tiếp tục vào á. Ừ, vào là vào cái gì? Tiếp tục đến nhà em á? Không đấy lại, nhưng mà kiểu điện thoại mới cả nhắn tin ạ. À, điện thoại nhắn tin xong rủ anh ấy đi. Vâng. Đúng không? Theo mình nghĩ thì đây là phải cặp bồ rồi. Vâng. Chứ không chỉ là bạn gái bình thường, đúng không? Vâng. Vâng. Ừ. Thái độ của anh ấy đối xử với vợ con khi về gia đình thế nào, tốt không? Vợ chồng em vẫn hạnh phúc ạ. Đấy, cái điều quan trọng nhất là vợ chồng mình vẫn hạnh phúc. Thế còn thì mình là phụ nữ, nhất là mình lại không đi làm, mình chỉ ở nhà. Mình làm sao mà theo dõi được anh ấy đi với ai ở đâu, nhất lại là xây dựng nữa. Nay công trường này, mai công trường khác, có hàng trăm các mối quan hệ khác nhau. Tức là cái cơ hội để mình theo dõi, mình rình rập không phải là cái việc chính, và mình cũng không thể làm được, đúng không? Vâng. Nó ảnh hưởng tới cái việc gia đình. Và điều quan trọng là anh ấy vẫn còn trách nhiệm với gia đình. Thứ nhất là phải tin tưởng rằng là đấy chỉ là bạn bè, đặc biệt là đàn ông, người ta cũng có thể có quyền có like người này, đèo người khác. Chứ không có nghĩa là cứ like với đèo là đã lại đi thế nọ thế kia với nhau. Và một điều nữa là ngay cả trường hợp nếu như họ có gì với nhau thì mình cũng không làm gì được. Nếu như bản thân anh ấy cố tình mà gọi là che giấu, đúng không? Thế còn một điều nữa nên nhắc thế này: không làm ầm làm ý, không gây chuyện là gọi là bực mình, và bản thân mình cũng phải tu chỉnh lại. Bởi vì đôi khi đi ra đường, người đàn ông tiếp xúc với nhiều người phụ nữ, người ta thế nọ thế kia, mặt hoa da phấn trong này, ăn nói nhẹ nhàng gọn gàng, mặc đẹp lịch sự, về nhà nếu mà thấy vợ mà cứ bởi vì đôi khi mình ở nhà mình làm công việc nhà mà mình cũng quên đi mất giữ gìn cái hình thức nhan sắc của mình, thì đấy cũng là một cái thiệt đấy. Vâng. Ồ, như vậy là để cho ông ấy thấy giật mình một cái á, mình đôi lúc bữa nào đấy mặc một cái váy mới, tự nhiên ông ấy về úi dồi sao nay xong xinh thế. Hay là đi làm đầu, ép tóc một chút chút gì đấy, ăn thì mãi cũng hết, tiêu thì cũng hết nhiều, nhưng mà làm một chút gì đấy cho nó đổi mới bản thân đi, để cho ông chồng giật mình thấy rằng ồ thế mà chồng từ trước giờ cũng biết, nếu mà có cái tân trang vào tí xinh phết chẳng hạn. Đấy cũng là cái cách mà mình phòng tránh từ xa, để mà không có kẻ địch xâm lược ấy. Thì ngoài cái chuyện là tìm cách mà rình rập người nọ người kia, nhắn tin người nọ người kia, khuyên bảo người ta, còn một cách nữa chính là tăng cường cái nội lực của bản thân mình hấp dẫn, cửa nhà quạnh quẽ tử tế, con cái ngoan ngoãn, thì đấy là một cái gọi là pháo đài vững chắc để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Thế còn mình đừng có quá chú trọng đến các cái mối quan hệ ở bên ngoài của anh, như bởi mình không có cơ hội để mà theo dõi hay là nắm bắt được tất cả các mối quan hệ ấy đâu. Đừng vì những cái lờn vờn suy nghĩ linh tinh mà mất những cái hạnh phúc đang rất lớn có ở trong tay nhé. Cảm ơn anh Đinh Đoàn, cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Chúc gia đình bạn có cuộc sống hạnh phúc. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Phú Thọ. Câu hỏi của bạn là gì thế? Em là một cô gái, tức làm cùng nhau đấy ạ.
Vâng. Thì em với cô ấy thì nói chung là với nhau mà chung là cũng yêu nhau rồi, nhưng mà cũng chưa nói ra. Vâng, thì nói chung là bọn em thì cũng rất là muốn đến với nhau, nhưng mà bây giờ thì có một cái cô chủ đây, chúng em đang làm trong một nhà tư nhân. Bây giờ thì cô ấy được kia rồi, nhưng mà chúng em làm trong một nhà tư nhân, nhưng mà cô chủ thì cô bảo là nói chung nhìn mặt cô ấy thì rất là buồn, đôi mắt thì lúc nào cũng muốn rơi lệ đấy ạ. Vâng. Nếu mà cô chủ quý em thì bảo nếu mà mày lấy nó thì rồi khổ, mà nếu cả hai đứa khổ đấy thì em bây giờ em cũng rất muốn tới ngày không cô ấy họ lấy rồi thì sau này hai đứa không hạnh phúc thì em rất là lo, không biết là có nên lấy với không ạ. Vâng, tức là bạn và cô bạn gái đó hai người đều có tình cảm với nhau. Vâng ạ. À, tuy nhiên thì bạn lại băn khoăn một chút là có lời khuyên của một người thứ ba là hai người nếu mà lấy nhau thì sẽ khổ đúng không ạ? Vâng ạ. Sẽ không được hạnh phúc như mong muốn. Bạn rất là đang băn khoăn là không biết là nên tiến xa hơn trong tình cảm hay là nghe lời cô chủ kia đúng không ạ? À, bởi vì em cũng rất là yêu cô ấy nên là bây giờ nếu mà mình sợ mình lấy cô ấy không thể hạnh phúc cô ấy thì cũng không thế nào rồi. Tôi hiểu ạ. Bạn hãy chia sẻ cái tâm sự của mình với chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn nhé. Anh sẽ cho bạn một số lời khuyên, xin mời anh. Em ơi, ban nãy em có nói là cái cô chủ nhà mà cái gì mắt cô buồn đẫm lệ rơi lệ, xong cô ấy nhìn em rồi cô ấy phán một câu là nếu em mà lấy cái cô bé mà về quê rồi ấy, thì sẽ khổ đúng không? Vâng ạ. Cái cô chủ bao nhiêu tuổi hả em? Cô chủ ấy năm nay cũng khoảng độ hơn 50 tuổi rồi. À thế hả? Em lo rằng là nếu mà lấy cái cô mà mình đang yêu thương thì sau này ngộ nhỡ nếu không mang lại hạnh phúc cho cô thì khổ thân cô ấy đúng không? Dạ. Ừ. Theo em thì cái gì làm nên hạnh phúc? Em thì thực sự thì em cũng rất là khó, nhưng mà nếu mà em nghĩ là nếu mà hai người yêu nhau mà cùng chung nhau những cái bước qua những cái khó khăn trong cuộc sống mà thương yêu nhau, vượt qua những khó khăn đấy thì là một hạnh phúc của tình yêu rồi ạ. Ừ, thế em có một cái to nhất đó là tình yêu cả hai phía mà em nói rằng em rất thương cô, rất yêu cô đúng không? Vâng ạ. Thế còn thì cái cùng nhau vượt qua bao nhiêu gian khó nó là một chặng đường rất dài. Cái khởi đầu của mình khá tốt rồi, tức là có tình yêu rồi đến với nhau, có mong muốn được chia sẻ với nhau. Thế còn thì không ai dám nói chắc bất cứ một điều gì. Tuy nhiên thì nếu đồng sức đồng lòng như em nói thì cũng có thể có hạnh phúc, chứ đâu có phải dựa vào một cái cô mắt buồn buồn mà cô phán vào câu mình đã lo đúng không? Có thể cô nắn gân cô thử xem là em có yêu cô kia đến mức độ nào không. Với những người mà người ta yêu nhau rất là thật lòng ấy, thì người ta nghĩ rằng cái nỗi bất hạnh lớn nhất đó là yêu nhau mà không lấy được nhau. Thế còn thì nếu mà đã yêu nhau, lấy được nhau rồi thì chẳng có cái gì là cái đáng sợ nữa. Vâng ạ. Ừ, thế với thì có lẽ là lúc mà xa cô cho nên ra người yêu nó hay nghĩ luẩn quẩn rồi là thế nọ thế kia. Mình mới nghĩ lẩn mẩn thế, chứ còn mấy bữa nữa là về Tết xong gặp cô rồi hai em có thời gian dành cho nhau đi chơi rồi nọ kia đấy. Củng cố tình cảm lên lúc ấy có thể em cái nỗi sợ vu vơ kia nó sẽ át đi đúng không? Vâng. Nhân đây muốn nói thêm một điều này, ngay cả những đôi vợ chồng là bây giờ trước khi kết hôn thì thường thường người ta cũng hay đi xem số, xem bói đúng không? Đây mà nhà bà chủ này thì hay nói thường là cũng rất là mê tín ạ. Ừ, thôi. Cũng hay mê tín mà cũng rất là nói về nói chung là số hay là xem hợp tuổi cũng rất xem. Rồi. Số thì em cũng không tin, nhưng mà về cái kiểu như là những cái lo hiện hiện cái trước mặt, tức là nhìn mặt cô ấy thì rất là buồn đấy ạ. Ừ. Thì em cũng rất là lo ạ. Thế này, anh đang nói rằng là có rất nhiều đôi mà khi trước khi kết hôn ấy, người ta cũng đều đi xem bói, ông thầy vẫn bảo là hợp nhau lắm, tốt lắm, bằng tuổi nằm rưỡi ra mà ăn, rồi hai cái tuổi này là bổ sung cho nhau, mai kia giàu lắm. Nhưng mà lấy nhau một năm, hai năm đã thấy xích mích rất lớn, xong rồi một vài năm rồi sau thì tan vỡ hạnh phúc gia đình. Vâng, thế còn thì có những đôi cũng ông thầy cũng bảo là lấy nhau thì sẽ xung khắc, một người này thì sẽ thế nọ thế kia, nhưng mà rồi người ta cũng cứ thử kiên quyết lấy nhau và rồi cũng chẳng sao làm sao cả. Nhưng cái này là cái tương lai rất là khó đoán, cho nên thường thường người ta cứ nắn gân, thường thường người ta cứ dọa bóng dọa vía những cái người mà không có kiên định lập trường nữa mà. Thế nhưng mà anh tin rằng là em không đến nỗi như thế. Ban nãy em có nói đến cái đoạn là cô bé mắt buồn, tức là cô người yêu của em hả? Vâng. Ừ, em có biết làm sao cái đôi mắt ấy buồn không? Em thì em chỉ nghĩ ở đấy thì cái đôi mắt buồn thì chẳng qua là khi sinh ra thì người ta nó cái nó như thế thôi, chứ còn thì buồn vui thì là nó kiểu như là nếu mà cuộc sống của mình đấy thì hạnh phúc hay không thì em thì thật cũng không tin lắm. Em nghĩ hạnh phúc của mình thì
thường là do mình thì chẳng ai xuống hộ mình đấy ạ. Ừ, ôi em nói rất là hay mà rất là trúng. À, thế này này, cái buồn hay cái vui ở đôi mắt ấy nó do cái phụ thuộc vào mắt người nhìn chứ không phải là ở mắt cô ấy. Có thể một chàng trai khác nhìn thấy mắt cô ấy tươi vui nhí nhảnh hồn nhiên tự tin. Thế còn trong con mắt em thấy sao mắt cô buồn buồn thế? Nhưng thế mà cùng như là cô ấy cũng hay khóc đấy ạ. Ừ. Tự nhiên là trước làm nhau thì có những cái chuyện gì buồn thì cô ấy kiểu cũng khóc cũng rơi lệ luôn đấy ạ. Trời. Nên là cũng rất là khó nói. Ừ, con gái buồn khóc một chút cũng dễ thương đúng không? Tuy nhiên nếu em yêu cô ấy, thương cô luôn luôn ở bên cạnh cô ấy, chia sẻ với cô rất nhiều thứ, em sẽ mang lại hạnh phúc cho cô, và đôi mắt buồn kia dần sẽ hết, sẽ trở thành đôi mắt rất là vui, rất là tự tin đúng không? Vâng. Chứ còn nếu mà mình cứ thể hiện cái lo sợ rồi thế này thế khác thì đúng là làm cho cái đôi mắt ấy buồn lại còn buồn thêm đấy. Và hy vọng rằng là dịp Tết này sẽ là cái dịp mà các em sẽ củng cố được tình cảm và khiến cho em sẽ tự tin hơn khi đến với cô ấy. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đã trả lời câu hỏi vừa rồi, và cũng xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc gọi tiếp theo đến từ Đắk Nông. Alo, chào bạn trẻ đến từ Đắk Nông. Vâng, em chào chương trình, chào chị. Câu hỏi của bạn là gì thế? Câu hỏi của em là không biết tại sao là em 2-3 tuần nay rồi mà tại sao tình cảm quan hệ vợ chồng, nhưng mà tại sao bây giờ em không có cái hương phấn gì nữa, với lại cảm thấy cái dương vật của mình như giờ nó cứ im không thấy gì. Vâng, hai bạn lập gia đình lâu chưa ạ? Lập gia đình lâu chứ, được 5 năm rồi chị. 5 năm đã có con chưa ạ? Em được một cháu 4 tuổi. Vâng, cái hiện tượng đó mới xảy ra đúng không ạ? Vâng, vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ giúp bạn nhé. Vâng, xin mời chị. Chị chào em. Vâng, chào chị. Rồi, thế là cái vấn đề khó nói của mình nó mới xảy ra cách đây 2-3 tuần thôi đúng không? Vâng, vâng. Ừ. Trước kia thì vợ cháu vẫn quan hệ bình thường, nhưng sao là 2-3 tuần nay là... Thế trong 2-3 tuần nay có cái gì xảy ra đối với em, đầu tiên là đối với em không? Về công việc này, rồi về tinh thần này, rồi về tình cảm này, có cái gì nó mới xảy ra không? À, không, không chị. À, thế à. Quan hệ hai vợ chồng vẫn tốt. Vâng. Ừ. Thế và 2-3 tuần nay thì nằm cạnh vợ mà không thấy có cảm xúc gì á? Vâng, không thấy có cảm xúc gì, mình không hứng thú gì cả. À, không hứng thú gì cả, có phải là do mệt quá không? Không, chả phải là mệt. Thế nằm cạnh vợ thì cái biểu hiện là về mặt cơ thể như thế, thế còn về tình cảm thì thấy như nào? À, thì vẫn yêu thương vợ bình thường. Nhưng mà lúc đấy thì nghĩ cái gì nhỉ? Không nghĩ cái gì cả thì chắc là nó cũng không tự lớn lên như là em mong muốn đâu, đúng không? Bởi vì như thế này, cũng có thể là do mệt mỏi, cũng có thể là do suy nghĩ, và cũng có thể là mình cũng chẳng muốn gì cả. Thế và để mà có cái ham muốn gần vợ rồi là quan hệ với vợ ấy, thì cái sinh lý của cái quá trình đó nó diễn ra 4 giai đoạn cơ. Thế và để đến cái giai đoạn mà như em mong muốn ấy là cương cứng thì nó ở giai đoạn thứ 3. Mà muốn được có giai đoạn thứ 3 đó thì trước tiên là nó phải có những cái diễn biến từ từ. Ví dụ như em nằm cạnh vợ, mình phải có yếu tố mà môi trường hoặc là tinh thần nó làm cho mình phấn khởi, mình thích, mình ham muốn đã, đúng không? Và từ ham muốn thì ở trong cơ thể mình nó mới bắt đầu diễn biến ra một cái quá trình nó gọi là kích thích, và quả ớt của em ấy nó mới lớn dần lên. Nó thẳng, nó không nhạy. Trước ví dụ như bây giờ mình có nghịch má nó trẻ hơn, có nghĩa là ngóc lên tí. Thế ạ. Ừ, thế thì có lẽ là nếu như mà những cái điều chị vừa nói, tức là em không gặp phải và em cũng đã có cố tình kích thích rồi, thì bây giờ lại phải đi tìm nguyên nhân thực thể của nó, xem là làm sao. Vậy thì em nên đi khám đi. Ở chỗ Đắk Nông thì có bệnh viện tỉnh nào đó, đúng không? Thế em đến và em xin khám ở khoa tiết niệu, và đặc biệt ở khoa tiết niệu lại có cái phòng khám chuyên về nam học ấy, thì em có thể đến đó em khám, thì các bác sĩ sẽ tìm hiểu xem là nguyên nhân của nó là do viêm này, hay là do nội tiết này, hay là do cái yếu tố nào đấy, thì từ đó mới xác định được và mới biết cái cách để mà chữa trị em nhé. Cảm ơn chị chương trình nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Vũ Minh Phượng, cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Alo. Lô, em chào chị ạ. Bạn có thể nói qua câu hỏi của mình đi. Dạ, em và bạn gái của em yêu nhau cũng được 2 năm rồi á. Vâng. Nhưng mà gia đình cứ ngăn cản á. Vâng. Lý do của gia đình ngăn cản là sao, bạn có biết không? Thì là cô ấy nhỏ bé quá. Vâng, chỉ vì mỗi hình thức thôi ạ. Vâng. Vâng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia của chương trình, sẽ trò chuyện cùng với bạn nhé. Xin mời anh. Vâng. Chào em. Chào anh. Yêu 2 năm rồi mà 2 năm ấy có cụ có chê không, hay là gần đến lúc mà định cưới thì mới bị chê? Em yêu nhau cũng lâu rồi nhưng mà em mới đưa bạn gái em về ra mắt rồi. À thế hả?
Dạ. Cô có nhỏ thật không? Em thấy cô có nhỏ. Cô đó nhỏ xinh xinh. Ừ đấy, nhỏ xinh xinh thì ai chả thích đúng không? Bao nhiêu cân hả? Có đến 35-40 cân không? Cô đó 43 cân này. Trời ơi, thế là đâu gì nỗi mình nhỏ quá. Em thì có lớn không? Em 1m7 ấy. Ừ, cũng bình thường, nhưng không quá cao. Các cụ cũng bảo rồi, từ trước đến nay người đàn ông hay người chồng có cao lớn hơn người vợ một chút cũng là lẽ thường tình. Em muốn hỏi chương trình là làm sao để thuyết phục gia đình? Thứ nhất là nếu như giá như bố mẹ mà ngăn cản vì chuyện là cô này mất tư cách đạo đức, cô này có lối sống buông thả, cô này có những cái gì đấy mà thật sự nó đáng kinh khủng ấy, thì mình cần suy nghĩ lại. Nhưng cái trường hợp này là chê chỉ vì nó nhỏ, vì thật ra các cụ thì cũng nghĩ rằng là phụ nữ thì phải to to một tí thì sau này thì sinh đẻ nó cũng dễ dàng. Và cái thứ hai nữa là nếu mà nó có sức khỏe thì sau này em đỡ vất vả phải phục vụ cô ấy. Nói thế thôi nhưng mà rất nhiều người trông thì cao to lừng lững ra vậy, nhưng mà cũng lại hay có bệnh có tật. Ngược lại cũng có những người phụ nữ suốt cả đời chỉ 40 cân, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng mà lại dẻo dai. Sức khỏe người ta không tính bằng chiều cao với cân nặng, mà bằng cái sức bền, sức đề kháng rồi vân vân, đúng không? Em cứ kiên trì và cho cô đi lại tiếp xúc với gia đình em nhiều hơn nữa, để mình lấy những cái ưu điểm khác mình bù đi cái thấp bé nhẹ cân của mình. Ví dụ như là cô nhanh nhẹn này, ngoan ngoãn này, rất là chăm chỉ, đến nhà một cái là nhà mình có việc gì là lao xuống bếp này, thấy bố vặt lông gà xuống lại vặt lông gà giúp này, thấy mẹ quét nhà thì vào để mẹ để cho con quét. Tất cả những cái tình cảm mà để cô gây dựng dần dần, đến lúc mà người ta thấy rằng là cái chuyện bé nhỏ không đáng là cái gì nữa đấy. Thế thì anh nghĩ rằng là mình cũng chưa phải vội cưới ngay, đúng không? Cũng còn có thời gian mà thuyết phục, không có nghĩa là ngồi bàn nước nói với nhau để cãi nhau rằng là con cứ lấy rồi là bố mẹ không cho cưới cũng cứ lấy, mà làm cho hỗ trợ giúp đỡ chỉ bảo cho cô cách là làm cho bố mẹ thích cô luôn về rất nhiều thứ. Thì lúc đấy chỉ còn có mỗi một cái yếu điểm là thấp bé nhẹ cân, nó sẽ bị những cái điểm lạnh nó át đi nhá. Đúng rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Cảm ơn chuyên gia tâm lý Ninh Đoàn. Cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình hôm nay bằng cuộc gọi đến từ Phú Thọ. Alo. Alo ạ, em chào chương trình ạ. Vâng. Em muốn gặp chuyên gia tâm lý ạ. Vâng, trước hết bạn có thể nói cái câu hỏi của mình đi. Em là người yêu em bây giờ ạ, yêu nhau được 7 tháng rồi ạ. Vâng. Trong thời gian yêu nhau thì người yêu cũ của anh ấy thì cứ hay nhắn tin gọi điện ạ. Vâng. Anh hỏi thì anh ấy bảo là bây giờ anh ấy tỉnh rồi thì anh ấy còn nghĩa, bây giờ anh không thể nào một lúc anh có thể quên được. Vâng. Dù sao thì cuộc tình cũ cũng cho anh nhiều kỷ niệm, em cũng tôn trọng ý kiến của anh ấy ạ. Vâng. Nhưng rồi thời gian gần đây thì bạn ấy lại dọa tự tử ạ. Vâng. Lần trước đây cách đây 2 tháng thì bạn ấy đập đầu vào tường ạ. Vâng. Bây giờ xong đưa đi chụp ảnh, chụp X quang thì có ảnh hưởng đến đầu ạ. Thì có uống thuốc và điều trị ở nhà rồi. Trong thời gian đấy thì anh ấy cũng an ủi động viên, thì em cũng, anh bảo là hãy thông cảm hiểu cho anh ấy, em cũng hiểu ạ. Vâng. Bây giờ đến bây giờ thì thời gian mà em yên bình cũng chẳng mấy ngày. Vâng. Bây giờ thì bạn ấy lại cắt cổ tay tự tử ạ. Vâng. Bây giờ em chẳng biết phải làm nào, đôi khi anh ấy bảo là anh yêu em quá, mà bây giờ người yêu cũ thì cứ như thế, rồi anh cũng chả biết phải làm thế nào cả. Yeah. Bây giờ giữa tình và nghĩa thì anh không biết là phải như thế nào. Yeah. Em chương trình giúp em với ạ. Vâng, tôi hiểu những băn khoăn của bạn, tức là bây giờ hai người đã yêu nhau được 7 tháng rồi, nhưng mà cô người yêu cũ của anh ấy thì quấy rối đúng không? Và bây giờ thì lại có những cái hành vi như thế làm cho bạn rất là khó xử, đúng không ạ? Vâng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia của chương trình sẽ cùng trò chuyện với bạn nhé. Vâng, xin mời. Chào em. Nghe cái câu chuyện của em cộng với một vài những cái vụ án mà ở trên mạng nói về những cái chuyện là chia tay nhau rồi nhưng vẫn còn có liên lạc với người yêu cũ, rồi là cứ giằng co rồi dẫn tới chuyện này chuyện khác, phải thấy rằng là trong cái việc này em là nạn nhân. Anh người yêu của em thực sự ra khi đến với em có lẽ chưa dứt khoát, hay chưa quên hẳn, hay chưa thực sự giải quyết được vấn đề cũ của mình. Và anh ấy tìm đến với em một cách vội vàng quá. Đấy là cái lỗi đầu tiên. Cái lỗi thứ hai của anh ấy chính là cứ núp dưới danh nghĩa là tình hết nhưng nghĩa còn. Nhưng người ta thừa khôn ngoan để người ta hiểu thế nào là tình và thế nào là nghĩa.
không có nghĩa rằng có người yêu rồi thỉnh thoảng lại gặp rồi là cũng đi chơi rồi có những hành vi hành động cử chỉ quan tâm thái quá như là với người yêu, như là với trước đây hai người đã có, thì đấy không hẳn là nghĩa đâu. Em xin lỗi ngắt lời anh ạ. Nhưng mà trong thời gian yêu em thì hai người cũng không gặp nhau ạ. Chỉ có những lúc mà bạn ý suy sụp tinh thần thì gia đình bạn ý cần anh ý động viên, vì bạn ý không nghe lời ai ngoài anh ý cả. Thì anh ấy giúp thôi ạ. Thôi thế thì bây giờ thì em muốn cái gì? Anh ơi, nhiều người bảo em là tại sao nhiều người thế xuân không yêu, bây giờ lại đâm đầu vào cái ngã ba thế này, em chả biết đi đường nào cả. Em bây giờ, anh ấy cũng bảo là anh yêu em nhưng bây giờ biết làm thế nào cho chọn là anh. Thật ra trong trường hợp của... Muốn an ủi động viên tinh thần của bạn kia nhưng mà muốn là ở bên em ạ. Để mà trọn vẹn một cách hoàn toàn thì không có nữa rồi, vì đã chót vướng vào cái mối quan hệ nó còn lằng nhằng hơi phức tạp như thế này. Và anh ấy hiện nay cũng đang phải khổ sở vì cái chuyện là ngồi bên cạnh người yêu cũ, đầu lại để đến người yêu mới, rồi có khi đến với em đang ôm hôn em thì đầu lại lo biết cô kia có đập đầu vào tường nữa không. Thế cho nên là anh ấy cũng rất là khổ. Tuy nhiên chẳng may vớ phải một cô gái có thể là yếu đuối về mặt tinh thần, không làm chủ được bản thân, cho rằng là đời mà không có cái người con trai này thì chắc là thà chết còn hơn, cho nên mới dại dột, cứ dùng những cái trò đập đầu với cắt tay. Nhưng cũng phải hết sức tỉnh táo để phân tích. Có nhiều người ăn vạ, biết là dọa lần trước là mình đập đầu, nghĩa là lão sợ ngay phải về với mình, lần này đã thế thì ông cắt cổ tay. Tức là khi mà đã không có đủ sức hấp dẫn để mà lôi kéo cái người kia trở lại với mình, thì cũng có một vài người dại dột là dùng cách ăn vạ, dùng cách tự làm tổn thương bản thân để kiếm trác cái lòng thương hại của phía người kia. Thôi trước mắt cứ thương hại đã, miễn là không bỏ cái cô người yêu để về bên mình đã, rồi lúc ấy sẽ tính sau chẳng hạn. Thế thì cũng phải xem là mình, mỗi con người phải có tự chịu trách nhiệm về cái cuộc sống của mình, chứ không thể... Anh ấy cũng không thể chỉ vì rằng là sợ cô ấy ăn vạ, sợ cô ấy cắt tay, sợ cô ấy thế nọ thế kia mà phải chấp nhận là yêu cô hoặc lấy cô ấy. Như vậy thì sẽ tất cả mọi người cùng khổ chứ không có sung sướng gì. Anh ấy không sung sướng, anh không hạnh phúc bởi vì tình không có tình yêu mà phải lấy chỉ vì là sợ ăn vạ. Còn cô ấy ăn vạ được rồi, có thể có cướp được anh ấy trở lại bên mình, nhưng một cái xác không hồn đầu ngồi bên cạnh mình mà vẫn nghĩ người yêu thì cô cũng chẳng có hạnh phúc gì. Cái hành vi rất là dại dột. Cũng hy vọng rằng cô gái này không phải bị mắc những cái chứng bệnh gì đấy về mặt tâm lý, nếu có thì phải đi điều trị điều chỉnh. Thế còn thì nếu như đây là hành vi ăn vạ cố ý thì cũng nên bừng tỉnh lại. Mà cũng không chỉ có bạn gái này mà các bạn trẻ cũng thế. Tình yêu là một thứ rất là cao đẹp, chỉ có chinh phục được chứ còn không thể giành giật, và cũng càng không thể ăn vạ mà có được. Thế còn thì trong lúc này, nếu như em và anh ấy yêu nhau thực sự, có tình yêu thắm thiết, thì cùng với nhau bàn cách. Thôi lúc này anh cứ để bình tĩnh đi, anh cứ... Không có nghĩa là về ngồi phải túc trực ở bên giường cái cô kia để mà quan tâm đâu ạ. Như thế thì cô sẽ cảm thấy là cô ấy được nhiều quá rồi sau đấy ăn vạ hơn. Từ mai đi cô bảo nếu anh ra khỏi nhà thì em lấy dao đâm vào cổ em thì lúc ấy làm sao. Cho nên là mình quan tâm nhưng không có chiều, không có chạy theo những cái gọi là đòi hỏi thái quá của anh ấy, cô ấy, đúng không? Quan tâm nhưng mà giữ đúng mực như một người bạn cũ, thỉnh thoảng có thể có cái thăm hỏi này khác, chứ đừng chăm sóc quá, nuôi dưỡng cái hy vọng ở trong đầu cô gái kia. Và còn thì nghĩ rằng là chia tay nhau để mà phải trở về với cô kia thì chắc không phải. Anh ấy cũng đang rất là bối rối. Tạm thời hai em lùi lại một bước để cho anh ấy giải quyết xong cái món nợ với lại cái người yêu cũ. Còn tình yêu mà vững bền thì sớm muộn nó cũng qua cơn sóng gió, nó lại trở lại về yên bình ấy mà nhá. Đừng thúc giục anh ấy. Trước đây ạ thì bạn ấy bảo với em ấy, bảo với em ấy gọi điện cho em bảo là bạn ấy có thai với anh ấy rồi. Xong em bảo là chuyện này thì em không biết, nếu như mà để muốn làm rõ thì chỉ hỏi anh ấy thôi. Em có nói lại với anh ấy thì anh ấy bảo là anh em nghĩ là không có, anh nghĩ là không bao giờ có chuyện đấy. Thì em cũng làm rõ chuyện đấy với bạn ấy rồi. Thời gian đấy thì đúng là không có, nhưng em không hiểu là có thể là vì nếu kéo tình yêu mà bạn ấy phải làm như thế,
em cảm thấy lúc em cảm thấy yêu nhau mệt mỏi, em cũng cảm thấy chán lắm anh ạ. Nhưng mà vì yêu anh ấy quá nên là chỉ biết động viên, an ủi và ở bên anh ấy, chia sẻ anh ấy thôi. Chứ bây giờ em chấp nhận luôn ạ. Chấp nhận để cho anh nhắn tin, để cho cô ấy gọi điện đến hỏi thăm anh ý. Trong khi hai người đó ngồi cạnh nhau nhưng mà người yêu cũ hỏi thăm ngọt ngào với nhau thế thì người nào mà chả khó chịu anh. Em cũng thế. Nhưng mà em chấp nhận rồi ạ. Em chả biết là em làm đúng không ạ. Em cũng tất nhiên bây giờ em rất yêu anh ấy, em rất là tin mà khi đã yêu thì không bao giờ có những cái nghi ngờ xấu. Tuy nhiên có lúc bình tâm lại, em cũng tự kiểm điểm lại xem một tí xem có phải đây là bài giở trò của anh ấy. Đây là nói thế có thể là xúc phạm tổn thương đến anh ấy, nhưng mà phân tích để em lường trước. Có những chàng trai đang rất là thắm thiết với một cô gái và thấy phía cô gái cũng rất thắm thiết với mình, nhưng mình đang muốn định là giãn dần ra ấy, thì tạo ra những cái xì căng đan nó hơi kinh khủng, rồi những hoàn cảnh nó éo le rồi vân vân, để cho bạn gái chán quá, mệt mỏi quá mà phải rút lui. Tất nhiên đây là nói để tham khảo thôi. Đấy, nó cũng có những cái trường hợp thế, chứ còn không nói là người yêu của em là nằm trong trường hợp ấy. Lúc bình tĩnh em cứ nghĩ lại xem nhé. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Linh Đoàn. Cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Hy vọng là hai bạn sẽ vượt qua được cái khó khăn này và gìn giữ tình yêu của mình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Phú Thọ. Alo. Vâng, tôi tên là Linh, ở Phú Linh, Phú Thọ. Năm nay là tôi 68 tuổi. Vâng. Tôi đi công tác xa nhà ở huyện bên cạnh. Tôi có 5 con rồi, con tôi thì cũng trưởng thành, thành đạt cả rồi. Một trai, 4 gái trưởng thành, thành đạt hết rồi, dâu dề hết rồi. Vâng ạ. Nhưng mà bây giờ tôi về hưu là 8 năm nay rồi. 8 năm nay rồi tôi quan hệ với một cái bà ở bên nơi công tác bên huyện bên cạnh. Thì coi tôi có 2 đứa con. Con tôi một đứa là sinh năm 95 và một đứa sinh năm 98, hai con gái. Con gái tôi thì nó lớn, nó đi, một đứa đi làm, một đứa đang học đại học. Vâng ạ. Thế thì còn bây giờ thì tôi muốn về hưu này, tôi nhận 2 đứa con này, nhưng bà cả bà ghê gớm lắm, bà không cho nhận nọ kia. Thì tôi bảo không, bây giờ tôi đi công tác thì tôi có lỗi với bà, thì tôi nhận lỗi rồi. Vì những năm tháng bà bỏ bê, bà chả chăm lo, bà chả ngăn chặn, bà chả kiểm tra, giám sát gì cả. Bây giờ tôi đi xa nhà này, bây giờ tôi có người khác gọi là cơm nước, giặt giũ nấu nướng cho tôi, các thứ. Thì bây giờ tôi quan hệ người ta, có 2 đứa con tôi lớn rồi thì không. Bây giờ tôi bảo là tôi với bà có bỏ tôi thì bỏ, tôi không thể bỏ con tôi được. Bây giờ nên giải quyết là 2 đứa con riêng là như thế nào, để làm sao để cho bà cả bà cũng thông cảm một phần và tôi cũng thấy thoải mái. Vâng, cho lòng nhẹ nhõm hơn đúng không ạ? Chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi của chương trình sẽ tư vấn cho bác nhé. Vâng, chào bác. Chào chị ạ. Vâng. Và qua câu chuyện của bác ấy, thì thấy là hiện nay là bác đương có 2 cô con riêng ở huyện bên cạnh và mình thì ở Phú Ninh. Vâng. Bác gái mà sinh ra 2 cháu đấy ở bên huyện bên cạnh đấy thì lúc bây giờ mình khai sinh cho cháu như thế nào nhỉ? Hay có, là khai sinh của tôi. Vẫn lấy khai sinh của bác và lấy họ. Thế và trong cái thời gian đấy thì bác gái bên nhà có biết không? Tôi đi công tác thì tôi giấu, để tôi không cho biết, để biết là được. Biết thế bây nào giờ tôi được. Về hưu thì tôi phải cho biết. Vâng, tức là đến khi về hưu. Ở ban nãy thì tôi có để ý đến một cái tình tiết như thế này. Bác có nói là bà cả thì những cái năm mà bác đi công tác đấy thì bác gái không để ý này, không ngăn chặn này, không chăm sóc này, vân vân. Thế và bác thì lại có một người là cơm nước cho rồi quan tâm thì vâng, đấy được xem như mà một cái gọi là một cái lý lẽ từ phía bác đúng không ạ? Vâng. Tuy nhiên thì tôi cũng lại để ý đến một việc, tức là bác có 5 con có đúng không ạ? Vâng, 5 con, có một người con trai, 4 con gái. Và như bác nói thì đều trưởng thành, thành đạt hết cả rồi, có gia đình hết rồi.
Và chắc chắn là trong lúc bác đi xa thì toàn bộ việc nuôi 5 đứa con đấy là do bác gái đảm nhận, có đúng không? Ừ, thì tôi đi thì chủ nhật tôi mới lại về, còn tất nhiên là việc bà ở nhà làm ruộng thì bà chăm con nuôi con ở nhà. Ừ đấy, 5 đứa con đấy mặc dù bác chỉ có chủ nhật bác mới về thôi, nhưng mà nó vẫn lớn lên, nó vẫn trưởng thành và nó vẫn rất kính trọng bác, có đúng không ạ? Không, con tôi thì vẫn quan trọng, vẫn kính trọng, vẫn quý tôi, chứ có vấn đề gì đâu. Vâng, đấy. Nhưng mà điều đấy muốn nói là công lao của bác gái cũng rất là lớn. Ban nãy bác nói có hàm một ý là trách móc, là bác ấy chẳng đi theo bác để mà nâng khăn sửa túi. Nhưng mà bác ấy đi theo làm sao được khi mà có 5 đứa con ở đằng sau. Thực ra khi mà biết bác có một người mới rồi lại có con nữa, bác gái chắc chắn sẽ rất là buồn. Cho nên là vì buồn như thế rồi cũng giận là mình ở nhà thui thủi một mình. Thế xong rồi mình cứ nuôi con, cứ vò võ. Thế thì hóa ra là ở nơi khác thì ông lại có người để mà tình cảm, nghĩ cũng tuổi thân. Tôi là phụ nữ, tôi cũng muốn nói với bác như thế. Bác ạ, có lẽ chính từ một cái nó rất cái này, là... Thì cái này tôi nhận lỗi rồi, không nhận lỗi đâu. Đã nhận lỗi nhưng mà cái nhận lỗi đấy dường như là bác cũng lại gán cho bác gái một cái lỗi là vì bà như thế cho nên tôi mới như thế này, phải không ạ? Chứ hoàn toàn nó không phải là cái chuyện là thôi do xa xôi, thế rồi tôi cũng không giữ được, cho nên là vào cái lúc như thế, thế thế nọ thì cũng đã có quan hệ với người ta, thì bây giờ đã có con rồi, thế thôi thì đằng nào nó cũng là máu mủ của tôi, phải không ạ? Thì thôi thì bà mở lòng, mở dạ, bà nhận để cho các con nó đỡ tủi thân. Còn tôi cảm thấy là nếu như bác, trong cái nhận lỗi của bác mà bác lại gán cái phần trách nhiệm cho bác gái cũng khá nhiều, thì bác gái sẽ khó chấp nhận, bác ạ. Vâng, nhá. Thì tôi nghĩ là các cháu thì nó vô tội, bởi vì là các cháu, hai cháu gái ở huyện bên cạnh đấy. Thế thì cái chuyện ấy các cháu nó đã sinh ra này, thế rồi cũng rất may mắn là mẹ các cháu, rồi có thể là bác cũng phải có trách nhiệm chứ, đúng không? Đã nuôi dạy các cháu, cũng đã đi học ra trường, một cháu thì đương học, đi học, thì cái điều đấy là thôi may mắn, đã là tốt rồi. Thế nhưng bây giờ để cho các cháu nó cũng có danh phận, phải không ạ? Thì cái mà làm công tác tư tưởng với bác gái ấy, thì tôi nghĩ là có lẽ là bác cũng nên là có một cái nó nhẹ nhàng hơn, và làm cho bác gái cảm thấy là mình cũng được an ủi một chút về chuyện là thôi thì bây giờ là mình nhận để cho các con nó có cha, chứ còn bác ấy không phải là người phải chịu trách nhiệm về chuyện là bác có người thứ hai, bác ạ. Vâng, nhớ. Thì tôi cũng rất hy vọng là trên một cái tinh thần là mình thương thuyết với nhau như thế nào đó, và để cuối cùng bác có thể nhận được hai cháu, và cho các cháu nó cũng có thể là những cái khi nó có bố này, rồi còn những cái việc cưới xin chồng con của các cháu, phải không ạ? Vâng. Thế nhưng mà việc nhận là nhận như vậy thôi, nhưng chắc là sau bao nhiêu năm đi xa như thế mà bây giờ về hưu rồi, thì cái tình cảm mà bác dành cho bác gái đấy, tôi nghĩ cũng là cái mà một cái điểm bác lưu tâm một tí, để cho bác gái cũng cảm thấy là đỡ bị tủi thân, thì khi đó bác cũng dễ chấp nhận hơn. Chứ còn nếu mà mình nhận con xong rồi mình lại còn quan tâm thêm nữa ấy, thì có thể là bác gái cũng sẽ rất là buồn, bác nhá. Thì không, thì bà cả là tôi vẫn quan tâm đầy đủ, tôi vẫn chăm lo, thì ốm đau tôi vẫn đưa đi và viện đi, rồi thì quan tâm chăm lo đầy đủ tôi. Về tôi có vợ lọ vợ kia, tôi có đánh chửi gì bà đâu, vẫn về thôi. Tôi có cái là nhà tôi muốn nhận đứa con để cho nó có bố. Không, thì bà này bà ghê gớm lắm, bà không cho tôi nhận thế nọ kia. Ban nãy chúng ta đã nói với nhau là có thể do những cái ấm ức nên bác gái chưa thể sẵn sàng được, thì bác sẽ kiên trì thuyết phục hơn, bác nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bác sẽ giải quyết được chuyện gia đình nhà mình một cách ổn thỏa. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng một cuộc điện thoại gọi đến từ Lạng Sơn. Alo, chào bạn trẻ đến từ Lạng Sơn. Em có một câu hỏi em muốn hỏi chương trình được không ạ? Vâng, bạn hỏi đi.
Em năm nay 19 tuổi. Vâng. À, em quen một cô bạn học cùng lớp, cũng học phổ thông chị ạ. Vâng. Thì em có tình cảm với bạn ấy nhưng mà em không biết để thể hiện tình cảm với bạn ấy như thế nào chị ạ. Hiện nay bạn đang học là học sinh lớp 12 à? Vâng, em chuẩn bị thi tốt nghiệp và thi đại học chị ạ. Vâng, tức là bạn còn rất trẻ và đang chuẩn bị bước vào một kỳ thi rất là quan trọng đúng không ạ? Vâng. Chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia của chương trình sẽ trò chuyện cùng với bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Em có nói là bây giờ không biết phải thể hiện tình cảm như thế nào. Tức là cô bạn đấy chưa biết một chút gì về tình cảm của em à? Em cũng có một vài lần nhắn tin với bạn ấy. Thì qua nói chuyện em hỏi thăm dò bạn ấy thì bạn bảo là mình định không nhắn tin trả lời bạn nhưng mà nghĩ bạn lại muốn trả lời với bạn ấy. À thế thì... Ý của bạn ấy tức là trong thời gian này không muốn ảnh hưởng gì đến việc ôn thi tốt nghiệp và thi đại học của chúng em và em cũng muốn như vậy chị ạ. Ừ. Thế em, theo em thì nếu ví dụ như là bây giờ mình muốn thể hiện tình cảm này, mình thể hiện tình cảm rồi thì nó có ảnh hưởng không? Theo em thì cũng có chút ảnh hưởng nhưng mà khi gặp bạn ấy thì em không biết phải nói thế nào chị ạ. À thế à? Thì em bây giờ em muốn nhờ chương trình này cho em hai trường hợp. Một là em thể hiện tình cảm với bạn ấy mà không ảnh hưởng gì đến việc em ôn thi đại học, và điều thứ hai là em có thể là bỏ qua mối tình này được không ạ? Ô, làm sao mà lại bỏ qua? Em đừng quý bạn cơ mà, đúng không? Nhưng mà em lại sợ ảnh hưởng đến việc tương lai của em sau này chị ạ. Người ta nói tình yêu là người ta nói nó có sức mạnh, nó chắp cánh cho những ước mơ rồi các thứ cơ mà. Vâng. Ừ. Chỉ có điều như này, tức là bây giờ em cũng đương rất là băn khoăn là không biết mình có được nhận lời hay không, đúng không? Vâng, đúng rồi. Thế mà nếu mà mình được nhận lời thì vui quá. Nhưng mà nếu giả dụ như mình không được nhận lời, đúng không? Thì có thể mình sẽ rất buồn. Và nếu rất buồn như thế thì đúng là sẽ ảnh hưởng đến học tập thật. Đúng không? Vâng. Ừ, đấy, chính vì thế cho nên là mình mới nghĩ rằng nên hay là không nên. Thế thì nếu em đã hình dung ra được là có thể mình bị từ chối như thế, điều đấy cũng có nghĩa là em chưa đo được, em chưa biết được cái tình cảm của người bạn gái kia dành cho em là đến đâu, phải không? Vâng. Thế nếu mà mình chưa đo được, chưa biết được ấy, thì hay mình có thể duy trì những cái tình bạn như bây giờ được không? Nhưng mà em không muốn duy trì tình bạn bây giờ, bởi vì em muốn thoát khỏi trong cái thời gian này để em ôn thi đại học chị ạ. À, em ở trong một cái tình trạng mà rất là mông lung, đúng không? Đúng, vâng, không đúng biết rồi. Là nó ra làm sao cả. Đúng rồi. Vậy thì như thế này, nếu như ở trong một cái tình trạng mông lung như thế, bây giờ nếu mà nói ra thì có thể là được hoặc là không, đúng không? Vâng. Vậy thì bây giờ phải quay ngược trở lại là nếu như không nói ra và tạm gác nó lại, việc tạm gác thì mình vẫn duy trì một cái tình bạn như bình thường. Em cũng nghĩ tạm gác như chị đấy, nhưng mà mỗi khi em gặp bạn ấy xong về nhà em không tập trung được vào vấn đề học tập ấy. À, lúc về em thấy nó thế nào? Tức là lúc em học, lúc vào bài học ấy. Thì lúc bài học khó quá thì em lại quay sang em lại nghĩ đến chuyện tình cảm. Tại vì mình không tập trung được vào bài nữa mà. Thì cái này nó sẽ liên quan đến vấn đề phương pháp học em ạ. Khi bài học khó quá thì tốt nhất em không nên ngồi ở đấy nữa. Em sẽ phải đứng dậy, em đi ra ngoài, em làm một vài cái động tác thể dục hay em làm một cái việc gì đó để em di chuyển cái chú ý của em ra khỏi cái bài học đi, đúng không? Chỗ này là chỗ mà mình phải có một cái bản lĩnh và có một cái phương hướng về mặt suy nghĩ. Vâng. Nhá. Bây giờ em đang học lớp 12 và thời gian của em chỉ còn có 2 tháng nữa thôi, đúng không nào? Và 2 tháng ấy là 2 tháng mình sẽ phải tập trung rất là mạnh toàn bộ cái công sức của mình vào việc học, và đồng thời em còn phải thi đại học nữa. Tình cảm thì nó rất là tốt đẹp. Tuy nhiên nếu như mình bị lệ thuộc vào nó nhiều quá và nó làm cho tất cả những cái hoạt động khác của mình ảnh hưởng thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên bao giờ cái tình cảm ấy nó cũng phải dựa trên một cái lý trí rất là sáng suốt. Em hình dung không? Và nó phải có cách của nó. Đấy, ví dụ như là nếu mình học mà mình cảm thấy khó thì mình nên làm những cái việc khác hoặc là di chuyển sang một môn mới. Và mình dứt khoát với bản thân mình rằng hiện nay cái nhiệm vụ quan trọng nhất là nhiệm vụ học tập. Thực ra em chưa dứt khoát được đấy, cho nên là em vẫn bị ảnh hưởng thôi nhá. Chị chào em. Cảm ơn những lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình.